Thưa quý vị và các anh chị, trái phiếu là một trong hai loại tài sản đầu tư cơ bản trên thị trường tài chính. Và bên cạnh cổ phiếu, việc nắm bắt được những thành tố cơ bản như những nhân tố cốt lõi dẫn đến sự vận động của giá trái phiếu trên thị trường là một yêu cầu gần như bắt buộc, không chỉ với những nhà quản lý danh mục, chuyên viên phân tích tài chính hay những chuyên gia quản lý rủi ro, mà ngay cả những cá nhân đang đầu tư trên thị trường. Và ngày hôm nay, Markchain, đối tác đào tạo duy nhất ở Việt Nam, được cấp quyền đào tạo CFA chính thức theo hình thức học trực tuyến từ Viện CFA Hoa Kỳ, xin trân trọng kính mời anh chị đến tham dự buổi học thử CFA trực tuyến với chủ đề Trái phiếu doanh nghiệp. Và ở phần cuối chương trình sẽ có phiên giao lưu hỏi đáp với rất nhiều những phần quà hấp dẫn đang chờ các anh chị khi tham gia chương trình hội thảo của chúng tôi. Chính vì vậy, các anh chị hãy ở lại tới cuối chương trình để có cơ hội được giao lưu, hỏi đáp những thắc mắc mà các anh chị đang băn khoăn. Ngày hôm nay đến tham dự với chương trình của chúng ta, tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Long Nguyễn, CFA, giảng viên CFA tại Smartchain, trưởng phòng quản lý rủi ro và kiểm soát chất lượng, khối ngân hàng bán lẻ, ngân hàng CIMB Việt Nam. Vâng, xin chào các anh chị và các bạn đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Hiện tại thì ông Long Nguyễn đang sở hữu chứng chỉ CFA và hiện là trưởng phòng quản lý rủi ro và kiểm soát chất lượng khối ngân hàng bán lẻ, ngân hàng CIMB Việt Nam. Ông đã có trên 8 năm kinh nghiệm làm việc kiểm toán và quản lý rủi ro thuộc lĩnh vực ngân hàng bảo hiểm và 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực về quản lý rủi ro với hai mảng chính là rủi ro hoạt động và rủi ro tài chính tại các công ty tập đoàn đa quốc gia như EY Việt Nam, Prudential Việt Nam. Hiện tại thì tại Smartchain, ông Long Nguyễn đã tham gia giảng dạy nhiều chuyên đề khác nhau như là về tài chính và đầu tư cho chương trình CFA từ cấp độ 1 cho tới cấp độ 3 và luôn luôn thì nhận được những phản hồi rất là tích cực từ phía học viên. Ngoài ra thì tôi cũng xin được phép giới thiệu sự có mặt của hơn 100 khách mời trực tuyến qua nền tảng Zoom là các nhân sự đang làm việc trong lĩnh vực về đầu tư tài chính, phân tích tài chính, môi giới chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư và các cấp quản lý tài chính doanh nghiệp. Đồng thời, đó cũng là sự có mặt của các bạn sinh viên năm 2, năm 3 và năm 4 đang có định hướng làm việc trong lĩnh vực phân tích đầu tư tài chính. Và ngay sau đây thì có lẽ là không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, tôi xin được trân trọng giới thiệu kính mời ông Long Nguyễn sẽ chia sẻ cùng với chúng ta về chủ đề là trái phiếu doanh nghiệp. Xin trân trọng kính mời ạ. Vâng, cảm ơn Linh. Xin phép được bắt đầu buổi học thử trực tuyến CFA của chúng ta ngày hôm nay với chủ đề là trái phiếu doanh nghiệp. Trước khi bắt đầu buổi học ngày hôm nay thì cho phép tôi hỏi các bạn là chúng ta nghe âm thanh có được rõ không? Có vấn đề gì về 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 hình ảnh hay âm thanh chúng ta nghe được rõ hay là hình ảnh bị mờ hay gì không ạ? Cho tôi kiểm tra một chút. Rồi, ok, cảm ơn các bạn. Rồi, xin phép được bắt đầu buổi học ạ. Hôm nay thì với buổi học thử trực tuyến CFA ngày hôm nay thì tôi lựa chọn chủ đề đó là trái phiếu doanh nghiệp. Thì trước khi đi vào nội dung ấy thì chúng ta nhìn qua một chút về 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 cái chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta lựa chọn là nó nằm ở đâu trong chương trình CFA của chúng ta. Thế thì trên slide các bạn nhìn thấy là tổng cộng là 10 môn học trong chương trình CFA. Thì chứng chỉ CFA là dành cho các nhà đầu tư tài chính và các nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp hoặc không phải chỉ làm cho lĩnh vực đầu tài chính mà những lĩnh vực khác như quản trị rủi ro hay thậm chí là những lĩnh vực xa hơn nữa cũng có thể áp dụng được. Thì các bạn thấy rằng là chương trình CFA sẽ chia làm 3 cấp độ thi. Tuy nhiên thì cái cách thức cấu tạo của chương trình này tương đối là đặc biệt. Đó là chúng ta sẽ có 10 môn học hay chính xác hơn là nội dung của chương trình chia làm 10 chủ đề, 10 chủ đề và tại mỗi cấp độ thì cái mức độ thì chúng ta cùng học 10 chủ đề đó và mỗi cấp độ nó sẽ khác nhau. Đó. Ở trên slide các bạn thấy là tổng cộng là 10 môn học trong chương trình CFA level 1 của chúng ta. Nhưng rồi lên đến những level 2, level 3, tức là level cuối cùng của chương trình này thì cũng từng đấy môn thôi. Có điều là cấp độ chúng ta học sẽ khác nhau. Ở level 1 thì chúng ta được giới thiệu các kiến thức về những cái fundamental concepts, những cái kiến thức cơ bản. Và level 2 thì đi sâu vào phân tích và định giá. Level 3 thì đi sâu vào quản trị danh mục.
Thì với 10 môn học này thì tôi xin phép được tóm tắt như sau. Bốn môn học đầu tiên tôi xếp vào làm nhóm 1, đó, gồm các môn là Quantitative Method là phương pháp phân tích định lượng, Economics là kinh tế học, Financial Statement and Analysis là phân tích báo cáo tài chính, Corporate Issuer là tài chính doanh nghiệp. Thì tôi gọi các môn học này thuộc nhóm là các môn học về Analysis Tool, các công cụ chúng ta dùng trong phân tích. Đó. Rồi bốn môn học tiếp theo là Equity Investment là cổ phiếu, Fixed Income là trái phiếu, Derivatives là chứng khoán phái sinh, và Alternatives là các sản phẩm tài chính khác mà không thuộc ba nhóm trên. Thì bốn môn học này thuộc nhóm là Investment Product. Sorry. Investment Product hoặc là Financial Product cũng được. Rồi, hai môn học còn lại thì môn PM, môn Portfolio Management là về quản trị danh mục đầu tư, và môn học cuối cùng là Ethics and Professional Standards là môn đạo đức nghề nghiệp. Thì môn học ngày hôm nay của chúng ta là một trong bốn môn, chính xác là một phần của một trong bốn môn thuộc nhóm Investment Product, chính là Fixed Income hay chúng ta còn gọi là trái phiếu. Và tôi quyết định là tôi lựa chọn một phần trong môn học này là các phần nội dung nói về trái phiếu doanh nghiệp để đem tới buổi giảng của chúng ta ngày hôm nay. Rồi, thì môn học của chúng ta, môn học Fixed Income của chúng ta là trái phiếu thì sẽ có tổng cộng là 6 reading. Thì nguyên tại level 1 của chúng ta, level 1 CFA của chúng ta thì hầu hết là những nội dung sẽ đi sâu về sẽ đi sâu về cái giới thiệu cho chúng ta những khái niệm cơ bản là chính. Chúng ta sẽ chưa đi quá sâu vào các cái công thức, các phương trình và các mô hình tính toán định lượng đâu. Cũng có đi một chút nhưng nó chưa sâu, và đó là công việc của level 2. Thì môn Fixed Income cũng như vậy. Thì nội dung của môn Fixed Income, tức là môn nói về trái phiếu của chúng ta, sẽ bao gồm các reading, đó là xác định là các thành tố cơ bản của trái phiếu, các cái cơ chế về giao dịch, phát hành và tài trợ đối với trái phiếu. Chúng ta được giới thiệu một cái nguyên tắc, một cái phương pháp tiếp cận để định giá trái phiếu. Chúng ta được giới thiệu một loại trái phiếu đặc biệt có tên gọi là asset-backed securities, là trái phiếu có đảm bảo bằng tài sản. Và hai reading còn lại, reading số 5 và số 6, nói về các vấn đề rủi ro khi đầu tư vào trái phiếu. Reading số 5 là nói về vấn đề rủi ro thị trường, khi lãi suất thị trường biến động thì nó tác động thế nào tới danh mục đầu tư của những nhà đầu tư trái phiếu. Và reading số 6 nói về fundamental credit analysis, là phân tích tín dụng, là nói tới loại rủi ro thứ hai của trái phiếu, đó là rủi ro tín dụng. Thì chắc là trong buổi học chúng ta sẽ không thể đi được những tất cả những reading này. Tôi chỉ lấy ra, pick up ra một số những cái nội dung chính có liên quan tới trái phiếu doanh nghiệp của chúng ta, để làm sao mang đến buổi học này của chúng ta một cách nó tốt nhất. Và sau buổi học này của chúng ta, hy vọng là chúng ta sẽ có được một cái nhìn nó bao quát hơn, hiểu biết hơn một chút về loại hình tài sản đầu tư này. Rồi, đầu tiên ấy, trước khi đi vào trái phiếu doanh nghiệp thì chúng ta nhìn sơ lược qua về về trái phiếu trước đã. Đó chính là phần tôi nói tới basic features of bonds. Trước khi đi về basic features thì nói qua về cái tên một chút. Bond thì là trái phiếu ấy thì nó là một trong hai loại tài sản cơ bản nhất trên thị trường, tức là tài sản đầu tư cơ bản nhất trên thị trường bên cạnh cổ phiếu. Thì trái phiếu có những tên gọi, là thường thì chúng ta gọi với cái tên phổ biến nhất đó là bonds trong tiếng Anh của chúng ta, đúng không ạ? Thì những cái tên gọi khác nó dùng trong nhiều những trường hợp khác nhau nhưng cũng có ý nghĩa, đó chính là trái phiếu. Đó, thì chúng ta có tên gọi đó là debt securities hoặc là fixed income securities. Fixed income securities là tên gọi
theo kiểu là nó standard chuẩn chỉnh nhất. Thì tại sao gọi là fixed income securities? Bởi vì trái phiếu là loại tài sản đầu tư mà người phát hành ra nó cam kết thanh toán một lượng tiền lãi cố định cho người nắm giữ và cam kết hoàn trả phần gốc của trái phiếu tại thời điểm đáo hạn của nó. Được chưa? Đó. Ở đây các bạn thấy cái mấu chốt đó là cái từ cố định. Thì với vai trò là người nắm giữ trái phiếu, tức là nhà đầu tư trong trường hợp này, thì kỳ vọng của họ khi đầu tư vào trái phiếu là muốn nhận được cái dòng tiền cố định đó từ người phát hành. Đó, được chưa? Rồi. Thì phần bên trên ấy, thì các bạn thấy tôi nói rằng là có hai đối tượng khi chúng ta phân tích một giao dịch một giao dịch về trái phiếu, đó là đối tượng người phát hành và người nắm giữ. Đó, thì người phát hành tiếng Anh gọi là issuers và người nắm giữ trái phiếu thì gọi là bondholder. Người phát hành trái phiếu, họ phát hành trái phiếu là để làm gì? Mục đích phát hành trái phiếu là để huy động vốn. Được chưa? Bất kể đối tượng phát hành trái phiếu có là ai thì mục đích cũng đều để huy động vốn để sử dụng cho những cái purpose, những mục tiêu khác nhau của đối tượng phát hành. Đó. Thế thì trên thị trường các bạn hay nghe thấy là chúng ta có trái phiếu chính phủ, rồi trái phiếu doanh nghiệp hay trái phiếu chính quyền địa phương. Thì thực ra ấy, đó là cách người ta phân loại trái phiếu dựa vào đối tượng phát hành. Được chưa? Và đối tượng phát hành chính là issuers. Đó. Thì người issuer, như tôi đã nói, họ phát hành trái phiếu ra với mục đích là để huy động vốn. Và cái khoản vốn họ huy động được trong trường hợp này là đóng đóng vai trò là phần vốn vay. Đó. Thế thì trái phiếu về mặt bản chất nó là một hợp đồng tài chính thể hiện nghĩa vụ nợ của người phát hành đối với người nắm giữ. Đó. Tức là thể hiện nghĩa vụ nợ của issuer bên này đối với bondholder bên này. Đó. Như vậy thì nếu như coi như đây là một mối quan hệ, hình dung đây là một mối quan hệ cho vay và đi vay, thì issuer chính là người đi vay và bondholder chính là người cho vay. Được chưa? Đó. Cho nên issuer, người ta còn gọi họ bằng những cái tên gọi khác, đó là borrower này. Borrower. Rồi. Còn bondholder thì chúng ta có thể gọi họ là lender, người cho vay, hoặc là investor, là nhà đầu tư. Rồi. Rồi. Thì khi cái trái phiếu được giao dịch thì người borrower sẽ phát hành cái trái phiếu này đến cho người bondholder, và người bondholder bỏ tiền của mình ra mua cái trái phiếu đó. Thì số tiền bỏ ra mua cái trái phiếu đó thì hiểu một cách cơ bản đó chính là số tiền mà người bondholder cho người issuer vay, và người issuer thể hiện cái cam kết thanh toán phần tiền lãi và phần tiền gốc của mình đối với người bondholder thông qua những điều khoản ghi trong hợp đồng tài chính mà tôi nói tới ở đây, thì chính là cái trái phiếu này. Được chưa? Được. Rồi. Thì một ví dụ cơ bản như vậy để chúng ta hình dung được trái phiếu là gì. Thì đi sâu hơn thì chúng ta cùng nghiên cứu những thành tố cơ bản của một trái phiếu, thì chính là năm gạch đầu dòng bên dưới mà tôi để cho các bạn thấy. Đó. Thì những cái basic features của fixed income security sẽ bao gồm: thứ nhất đó là issuers of the bond, tức là người ta muốn biết người issuer là ai, đối tượng phát hành là ai. Kể đến là maturity date of bond, tức là cái ngày đáo hạn của trái phiếu. Trái phiếu này là một hợp đồng tài chính thể hiện nghĩa vụ nợ của issuer với bondholder. Hay nói cách khác là issuer nói rằng vay bondholder ngần này tiền và tôi cam kết những cái điều sau được ghi trong hợp đồng trái phiếu. Đó. Thì một trong những điều đó sẽ bao gồm là thế cái thời điểm kết thúc của khoản vay là khi nào. Đó. Tức là thời điểm mà người issuer cam kết thanh toán phần tiền gốc cho người bondholder là khi nào, thì đó chính là maturity date. Đó chính là thành tố thứ hai của trái phiếu. Thứ ba đó là par value. Par value là mệnh giá trái phiếu. Thì mệnh giá trái phiếu là thể hiện số tiền gốc mà người issuer cần phải thanh toán cho bondholder tại ngày đáo hạn của trái phiếu. Được chưa? Tại maturity date. Rồi, thành tố thứ tư đó là coupon rate. Coupon rate and frequency. Coupon rate tiếng Việt chúng ta hay gọi là lãi suất coupon, đúng không ạ? Đó. Thì đó là cái số tiền lãi được tính bằng phần trăm trên mệnh giá
mà người issuer cam kết thanh toán cho người bondholder định kỳ. Được chưa? Được chưa? Thì số tiền này sẽ thể hiện bằng một cái tỷ lệ phần trăm cố định hoặc là một con số được tính toán theo lãi suất thả nổi trên thị trường. Ở phần sau chúng ta sẽ cùng làm rõ. Thế còn frequency, đó là tần suất thanh toán cái số tiền lãi này từ người issuer cho người bondholder. Đó. Thế thì tần suất thanh toán lãi này tùy thuộc cái ý chí của người issuer. Người ta muốn phát hành cho tần suất thanh toán lãi nào thì người ta sẽ phát hành. Thường thì các tần suất thanh toán lãi sẽ bao gồm là annually, đó là hàng năm, hoặc là semi-annually là hàng nửa năm, tức là 6 tháng một lần, tức là hai cái tần suất phổ biến, được chưa? Và thành tố cuối cùng đó là currency, đó là đồng tiền ít giá trái phiếu, tức là trái phiếu được phát hành bằng đồng tiền nào, được thanh toán bằng đồng tiền nào. Đó, đó là năm thành tố cơ bản của trái phiếu. Rồi, và chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu hơn. Đầu tiên đó là thành tố về issuer, là người phát hành. Người phát hành ở đây thì như lúc nãy chúng ta nói, họ là đối tượng bên tay trái này và họ là người đi vay, đúng không ạ? Họ là borrower. Đó. Rồi. Thế thì trên thị trường thì như tôi nói, chúng ta hay gặp những loại trái phiếu như là trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ và trái phiếu chính quyền địa phương. Thì thực ra đấy là ba loại trái phiếu mà phân loại theo đối tượng người phát hành phổ biến nhất trên thị trường, và tôi để ở đây ba gạch đầu dòng của chúng ta, đó là primary issuers, đó là những người người phát hành trái phiếu phổ biến nhất. Đầu tiên đó là corporations, thì chính là doanh nghiệp. Thì trái phiếu mà doanh nghiệp phát hành thì chúng ta gọi là trái phiếu doanh nghiệp, đó. Tiếng Anh gọi là corporate bond, hay chúng ta gọi một cách vắn tắt đó là C bond, corporate bond. Rồi. Đối tượng thứ hai đó là sovereign national government, đó là chính phủ trung ương của một quốc gia. Chính phủ trung ương của một quốc gia. Thế thì chính phủ thì họ cũng là người cần huy động vốn đó để phục vụ các mục tiêu về ngân sách và đảm bảo an ninh tiền tệ của quốc gia đó. Được chưa? Thế thì trái phiếu là một trong những công cụ để chính phủ phát hành ra thị trường trong nước hoặc thị trường quốc tế để huy động vốn. Đó. Và trái phiếu do chính phủ trung ương phát hành ra thì người ta gọi là government bond. Đó. Thực ra thì government bond, tạo tắt là G-bond, nhưng mà cái từ G-bond này nó chỉ là một cái tên, nó rất là generic thôi, tức là nó rất là chung chung. Cái G-bond này sẽ có cái tên gọi tương ứng tại từng quốc gia. Ví dụ tại Mỹ thì gọi là US Treasury bond. Tại Việt Nam thì chúng ta gọi là trái phiếu kho bạc. Đã. Tại UK thì gọi là UK Government bond. Đã. Tại Đức thì gọi là German Bund. Đó là những tên gọi khác nhau của trái phiếu chính phủ tại từng quốc gia. Đó, còn tên gọi chung nhất trên toàn cầu thì cũng gọi nó là G-bond, được chưa? Rồi, đối tượng thứ ba đó là non-sovereign government bond, đó là trái phiếu chính quyền địa phương. Tức là chúng ta cũng hình dung đây là trái phiếu mà của chính phủ, nhưng mà không phải là chính phủ trung ương mà là của chính quyền địa phương. Đó. Thế thì chính quyền địa phương thì họ cũng có nhu cầu phát hành trái phiếu để huy động vốn trên thị trường, để đảm bảo các mục tiêu về ngân sách của họ trong một giai đoạn nào đó. Đó. Thế thì tại các quốc gia trên thế giới thì trái phiếu chính quyền địa phương này tương đối phổ biến. Đó. Ví dụ như là tại Mỹ hay cả các thị trường phát triển. Đó. Chính quyền địa phương ở đây có thể liệt kê ra ví dụ như là State of California, đó là trái phiếu của chính quyền bang California. Rồi The City of Toronto, đó là trái phiếu của thành phố Toronto, Canada phát hành. Đấy chứ. Thì thị trường Việt Nam chúng ta cũng có. Tôi lấy ví dụ như là trái phiếu của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Đó là một dạng trái phiếu chính quyền địa phương và thuộc nhóm số 3 này nếu chúng ta phân loại theo đối tượng là người phát hành. Ba đối tượng nhà phát hành còn lại thì cũng là những đối tượng phát hành trái phiếu nhưng không quá phổ biến trên thị trường. Thực ra thì nói về tính phổ biến ở đây ý, là loại trái phiếu đấy sẽ được phát hành với tần suất như thế nào và người ta giao dịch nó có nhiều hay không. Đó. Thì ba đối tượng đầu tiên nó sẽ là phổ biến nhất là trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính quyền địa phương. Rồi. Ở Việt Nam thì phổ biến nhất hai loại đó là trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp mà thôi, trái phiếu chính quyền địa phương thì ở Việt Nam nó không quá phổ biến. Đó. Thì ngoài ba đối tượng đó ra thì còn ba đối tượng còn lại, số 4, số 5 và số 6. Thì số 4 là tên gọi của đối tượng số 4 anh nghe cũng hơi lạ đúng không ạ, là quasi government entities. Thì cái tiếp đầu ngữ quasi này nó có nghĩa là một nửa. Entity thì là tổ chức. Thì quasi government entity đó là những tổ chức, dịch nghĩa đen ra thì là nửa chính phủ.
Có nghĩa là những tổ chức về bản chất là doanh nghiệp nhưng được chính phủ bảo trợ một phần nghĩa vụ nợ của họ. Đó. Tức là những trái phiếu do họ phát hành ra được chính phủ đảm bảo bảo trợ một phần khả năng thanh toán. Được chưa? Thế thì loại hình đối tượng thứ tư này là mới chỉ xuất hiện tại thị trường Mỹ mà thôi. Đó. Thường người ta nhắc tới các đối tượng đó là Fannie Mae và Freddie Mac, đó là các tập đoàn cho vay bất động sản tại Mỹ được phát hành, được thành lập vào những năm 40 và những năm 70 của thế kỷ trước, với mục đích của chính phủ Mỹ khi thành lập các tập đoàn này ra là để họ hỗ trợ các tổ chức, hỗ trợ các cá nhân trên thị trường để có thể vay được tiền để mua nhà ở. Đó. Cái cách họ hỗ trợ thì nó sẽ là những cơ chế tương đối phức tạp nhưng có thể được mô tả một cách ngắn gọn như sau. Đó là các cái khoản vay của các đối tượng trên thị trường, tức là vay ngân hàng chứ không phải là phát hành trái phiếu nhé. Ví dụ như là tôi, các bạn là những cá nhân, chúng ta mong muốn có nhà ở mà chúng ta cần sự hỗ trợ từ ngân hàng, thì ngân hàng sẽ cấp cho chúng ta một khoản vay nếu chúng ta có điều kiện, và khoản vay đó được thế chấp bằng chính cái nhà của chúng ta. Được chưa? Thế thì những khoản vay đó, các đối tượng là Fannie Mae, Freddie Mac, họ sẽ thu thập lại và họ để chung nó vào một cái package, một cái pool, và họ phát hành ra những cái trái phiếu. Những cái trái phiếu này khi được giao dịch tới tay của người bondholder, thì người bondholder họ sẽ nhận lại những cái dòng tiền thanh toán, bao gồm các dòng tiền coupon và dòng tiền par value, chính từ dòng tiền những khoản vay gốc đó. Và cái trái phiếu thuộc dạng này nó được gọi là trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản. Được chưa? Đối tượng thứ năm, supranational entities, đó là những tổ chức đa quốc gia. Đó là những tổ chức này là Ngân hàng Trung ương Châu Âu, rồi Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế. Thì đây là những tổ chức đa quốc gia được thành lập với những sứ mệnh khác nhau. Thì những tổ chức này họ sẽ hoạt động, thứ nhất là bằng nguồn paid-in capital từ các quốc gia thành viên, và thứ hai là từ nguồn phát hành trái phiếu. Thế thì những trái phiếu do phát hành được gọi là supranational entity bond. Được chưa? Đó. Ví dụ như là World Bank, Ngân hàng Thế giới, thì mục đích họ được thành lập của Ngân hàng Thế giới đó là xóa đói giảm nghèo. Hay là IMF, là Quỹ tiền tệ quốc tế, International Monetary Fund, mục đích là đảm bảo an ninh tiền tệ trên thị trường toàn cầu, vân vân. Thì những tổ chức này họ phát hành trái phiếu là để mục đích là huy động vốn cho cái hoạt động của họ. Đối tượng cuối cùng, số 6. Thực ra thì đối tượng này trước đây người ta ghép chung vào đối tượng số 4, đó là quasi-government entities. Đó. Thì số 6 này là special purpose entities. Mục đích của họ cũng giống như là số 4, đó là thu thập những cái khoản vay trên thị trường, hay nói cách khác là thu thập những tài sản có phát sinh dòng tiền trên thị trường để phát hành ra một loại trái phiếu được gọi là ABS. Được chưa? Trước đây thì người ta bị xếp chung số 6 và số 4, nhưng mà đối tượng số 6 này cũng tương đối đặc biệt và nó có những đặc điểm riêng đối với những đối tượng được gọi là quasi-government entity, tức là những agency của chính phủ, cho nên họ tách riêng ra số 6 và số 4. Thì số 6 là special purpose entities. Đó. Nhưng mà anyway, chúng ta sẽ không quan tâm quá nhiều tới những đối tượng này nếu chúng ta chỉ tập trung vào cái thị trường trái phiếu mà được giao dịch thôi. Thì chúng ta chỉ cần quan tâm vào hai đối tượng đầu tiên, đó chính là trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp, được chưa? Corporate bond và government bond. Rồi, thuộc tính thứ hai đó là maturities, đó là cái ngày đáo hạn của trái phiếu. Ngày đáo hạn của trái phiếu đó chính là cái thời gian cuối cùng, thời điểm cuối cùng thì đúng hơn, mà người issuer cần thanh toán cái phần tiền gốc cho người bondholder, tức là người nhà đầu tư, người nắm giữ trái phiếu. Ở đây có một cái khái niệm mà chúng ta cần phân biệt này, đó là maturity dates và maturities. Maturity đó là kỳ đáo hạn của trái phiếu, thế còn maturity date là ngày đáo hạn của trái phiếu. Tôi lấy ví dụ là một trái phiếu có maturity date. Tôi lấy ví dụ một trái phiếu có maturity là 10 năm. Đó. Và nó được phát hành vào ngày hôm nay. Đó. Ví dụ ngày hôm nay là ngày 10 tháng 2 năm 2023. Đó. Được issue vào ngày hôm nay. Thì ngày đáo hạn của nó thì maturity date.
sẽ là ngày 10 tháng 2 năm 2033. Dạ, được chưa? Thế thì 10 tháng 2 2033 đó là maturity date, còn 10 năm đó là maturity. Dạ. Thế thì tiếp theo khái niệm của chúng ta đó là tenor của bond, hay còn gọi là term to maturity. Term to maturity đó là kỳ hạn còn lại của cái trái phiếu đó. Kỳ hạn còn lại có nghĩa là sau khi trái phiếu được phát hành rồi thì một quãng thời gian trôi qua, ví dụ như là 3 năm, thì quãng thời gian còn lại của trái phiếu đó người ta gọi là tenor. Tôi lấy ví dụ một trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, tức là maturity là 10 năm, nhưng được phát hành cách đây 3 năm, có nghĩa là kỳ hạn còn lại của nó là 7 năm. Như vậy tenor là 7 năm, được chưa? Rồi, người ta dựa vào tiêu chí đó là maturity để người ta phân loại trái phiếu. Thế thì những trái phiếu có kỳ hạn, kỳ đáo hạn dưới 1 năm, tức là từ 12 tháng trở xuống, thì người ta gọi đó là money market securities. Đó. Money market securities. Đó. Rồi. Thế còn những trái phiếu có kỳ hạn trên 1 năm, thì người ta gọi đó là capital market security. Mà thực ra thì cái từ trái phiếu ấy, người ta dành cho đối tượng mà có maturity trên 1 năm này nhiều hơn. Thế còn trái phiếu mà có kỳ hạn dưới 1 năm thì người ta thường gọi là chứng khoán nợ có kỳ hạn dưới 1 năm. Đó. Thì thị trường chúng ta cũng có những loại trái phiếu này. Đó. Ví dụ như là trái phiếu, ví dụ là tín phiếu kho bạc chẳng hạn. Tín phiếu kho bạc. Đó là một loại trái phiếu do chính phủ phát hành có kỳ hạn, có những kỳ hạn sau đó là 13 tuần, 26 tuần và 52 tuần. Lần lượt đó là 3 tháng, 6 tháng và 1 năm. Đấy chứ ạ? Đó là những cái trái phiếu chính phủ có kỳ hạn dưới 1 năm. Đó thuộc nhóm Money Market Securities. Thế còn nói tới bond, nó chính là nói tới đối tượng thứ hai này, đó là có kỳ hạn gốc trên 1 năm. Thì thực ra trái phiếu có kỳ hạn nó sẽ là tùy thuộc vào đối tượng phát hành, có thể là 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, 25 năm, 30 năm. Đó. Được chưa? Trên thị trường thế giới trước đây đã từng tồn tại một loại trái phiếu đặc biệt, đó là trái phiếu mà không có kỳ đáo hạn. Người ta gọi đó là bond with no maturity date. Thì người ta đặt tên cho cái bond này đó là perpetual bond. Nếu mà không có kỳ đáo hạn thì chúng ta hình dung là thế chẳng lẽ người issuer họ lại không trả cái phần tiền gốc cho người bondholder? Thì điều đó là đúng. Người issuer sau khi họ phát hành ra, họ chỉ trả cái phần tiền lãi đều đặn hàng năm và trả như thế mãi mãi về sau. Đó. Trước đây trên thị trường Anh Quốc từng đã phát hành loại trái phiếu này. Đó. Và hiện tại bây giờ thì không còn nữa. Yeah. Là do chính phủ Anh người ta tính toán ra những cái trái phiếu perpetual bond đã từng được phát hành, tính toán lại giá trị của nó, giá trị hợp lý của nó và mua lại nó từ các nhà đầu tư đã còn đang nắm giữ. Thì hiện tại bây giờ trên thị trường nó không còn loại trái phiếu perpetual bond này nữa. Đó. Và cái nếu nói tới bond, chúng ta tập trung hai loại trên, đó là money market securities và capital market securities. Yeah. Thành tố thứ ba đó là par value. Đó. Thì cái khái niệm này cũng rất là hay mà chúng ta dễ nhầm nó với một khái niệm đó là giá trái phiếu, hay dễ nhầm với cả bond price. Thế thì par value, tiếng Việt chúng ta gọi là mệnh giá trái phiếu, đó là cái số tiền gốc mà người issuer cần thanh toán cho người bondholder, số tiền gốc. Và cái số tiền này được ghi trên bề mặt của cái trái phiếu đó. Đó. Ví dụ như là mệnh giá trái phiếu trước đây là 100.000 chẳng hạn, 100.000 đồng. Thì nếu như ai sở hữu một tờ trái phiếu đó thì sẽ được người issuer thanh toán phần tiền gốc tại ngày đáo hạn của trái phiếu đó. Được chưa? Rồi. Thì maturity, par value nó còn có các cái tên gọi khác như là maturity value, rồi face value, redemption value, principal value. Nhưng mà cái tên phổ biến nhất nó gọi là par value. Sorry, bạn nào mà chúng ta có ý kiến thì chúng ta cũng bật mic nha. Tôi sẽ ghi nhận câu hỏi của các bạn và tôi trả lời. Còn bạn nào chúng ta trong quá trình chúng ta nghe tôi trình bày thì các bạn nếu không có ý kiến gì thì chúng ta tắt mic nha. Rồi, ok. Tôi đang nói giờ đến par value là mệnh giá trái phiếu. Mệnh giá trái phiếu thì nó khác với cả giá trái phiếu. Par value và bond price là khác nhau. Par value lúc nãy tôi định nghĩa đó là số tiền gốc mà người issuer cần thanh toán cho người bondholder.
Alo, alo, các bạn còn 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 nghe rõ tôi nói không ạ? Rồi, ok, tôi nói lại nhé, nói lại. Rồi, tôi đang nói giờ đến phần là par value và bond price. Thì par value sẽ khác bond price. Par value là mệnh giá trái phiếu, là số tiền mà người issuer sẽ cần phải thanh toán cho bond holder tại ngày đáo hạn. Đó. Thế còn bond price là mức giá của trái phiếu trên thị trường. Đó là mức giá mà nếu như ai đó muốn có nhu cầu muốn mua trái phiếu, bất kể là mua từ một nhà đầu tư khác hay mua từ người phát hành, tức là người issuer, thì phải trả số tiền đó. Thế ngược lại, nếu như ai đang có một cái trái phiếu trong tay, tức là một nhà đầu tư nào đó đang có một cái trái phiếu trong tay mà họ muốn bán cho người khác, thì đấy là số tiền họ nhận về. Đó là bond price, và số này không bằng par value. Và người ta sẽ sử dụng cái gọi là cái quy ước, đó là percentage to par, để ít giá trái phiếu. Đó. Tức là thường giá trái phiếu khi người ta ít giá ấy, người ta sẽ không ít giá là trái phiếu này bao nhiêu ngàn đô, bao nhiêu trăm đô hay bao nhiêu triệu tiền Việt Nam đâu, mà người ta sẽ ít theo kiểu là percentage to par. Tôi lấy ví dụ một cái trái phiếu có mệnh giá là 1.000 đô mà giá của nó đang được ít là 97.75 mà không có đơn vị. Đã. Ghi người ta chỉ ít giá là 97.75 thì chúng ta hiểu rằng giá của trái phiếu này là bằng 97.75% nhân 1.000 đô và là 977.5 đô la. Đó. Được chưa? Thì giá của trái phiếu như tôi đã nói nó khác với par value. Nhưng người ta sẽ sử dụng cái mức độ so sánh giữa bond price và par value để đặt tên cho trái phiếu, tức là phân loại trái phiếu theo tiêu chí này. Thì nếu giá trái phiếu mà bằng với par value thì người ta gọi là par bond. Rồi. Nếu như giá trái phiếu mà cao hơn par value thì người ta gọi là premium bond. Tiếng Việt chúng ta gọi là trái phiếu phụ trội, đúng không ạ? Thế còn giá trái phiếu mà thấp hơn par value thì người ta gọi là discount bond, là trái phiếu chiết khấu. Như ví dụ bên trên của tôi, đó chính là một dạng trái phiếu chiết khấu. Đó, đây là discount bond. Đó, discount bond. Đó, được chưa? Đó. Tiếp theo đó là coupon. Coupon đó là số tiền lãi mà người issuer cam kết sẽ thanh toán cho người bond holder hàng kỳ. Được chưa? Được chưa? Và số tiền lãi này được thể hiện dưới dạng một cái tỷ suất phần trăm, và người ta gọi đó là coupon rate. Coupon rate. Và cái có một cái điểm là người ta hay gọi cái từ coupon rate này là lãi suất của trái phiếu. Nhưng mà lãi suất hay là lợi tức của trái phiếu nó sẽ khác. Đó. Ở ngay slide sau tôi sẽ phân biệt cái hai cái từ coupon rate và bond yield, tức là lãi suất của trái phiếu, để chúng ta hình dung. Được chưa? Rồi, coupon rate nó là một cái tỷ lệ phần trăm để làm sau đó người ta tính ra được số tiền mà người issuer cần thanh toán cho người bond holder định kỳ đối với trái phiếu này. Đó, được chưa? Và đồng thời cái tần suất thanh toán cũng phải được quy định trước. Đó. Tôi lấy ví dụ, tôi có một trái phiếu có kỳ hạn 5 năm. Mệnh giá của nó là 1.000 đô la. Được chưa? Và coupon rate của nó được cố định là 5%. Thì điều này có nghĩa là trong suốt 5 năm, cứ hàng 6 tháng 1, người issuer sẽ thanh toán cho người bond holder một số tiền lãi tính bằng 2 chấm, à, sorry, sẽ tính bằng 5% nhân 1/2 nhân 1.000 và bằng 25 đô la. Đó. Và cái bảng mà người bảng thanh toán mà người issuer cam kết với người bond holder sẽ như cái bảng bên dưới các bạn thấy, được chưa? Ở đây tôi vẽ ra một trục tọa độ, có phần bên trên đó là ghi nhận số năm, phần bên dưới là ghi nhận số tiền mà người issuer thanh toán. Đó. Thì như tôi nói, coupon đó là số tiền mà người issuer cần thanh toán cho người bond holder định kỳ. Và bond này đó là semi annual bond, có nghĩa là cứ hàng nửa năm một, tức là hàng 6 tháng một, người issuer sẽ phải trả số tiền này cho người bond holder, coi như là lãi, được chưa? Rồi. Rồi. Thế thì cứ các cái mốc thời gian là nửa năm này, 1/2, 1/1/2, 2/1/2, vân vân cho đến năm thứ 5, thì người issuer phải thanh toán số tiền gốc, à sorry, số tiền lãi này cho người bond holder. Và đến năm cuối cùng, tức là tại ngày đáo hạn của bond này, thì người issuer thanh toán phần tiền gốc cho người bond holder, và số tiền gốc này chính là par value. Được chưa? Par value. 1.000 đô.
Tuy nhiên thì cái bảng bên dưới mới, như tôi đã nói, nó là cái lịch thanh toán cam kết của người issuer dành cho người bondholder thôi. Cam kết tức là họ hứa họ sẽ làm, nhưng sẽ không thể tránh được một rủi ro, đó là người issuer tức là người phát hành, tức là người đi vay, họ gặp khó khăn về tài chính hay thậm chí là hoạt động kinh doanh của họ không tốt tới mức là họ phải phá sản, thì khi đó người bondholder sẽ gặp rủi ro tín dụng, gặp sự kiện về rủi ro tín dụng, và người bondholder sẽ không còn nhận lại được những khoản tiền, dòng tiền còn lại theo như cam kết của người issuer nữa. Tôi lấy ví dụ trái phiếu phát hành 5 năm, người issuer đến năm thứ ba, đến năm thứ ba họ gặp rủi ro tài chính mà họ bị vỡ nợ, tức là họ bị default tại thời điểm này. Đó. Thì những dòng tiền sau này coi như không còn nữa đối với người bondholder. Được chưa? Đó. Như tôi nói, cái lịch thanh toán bên dưới chúng ta tạm gọi lịch lịch thanh toán ha, chỉ là cam kết của người issuer đối với người bondholder một thôi. Đó. Và đây là cái rủi ro đặc biệt quan trọng mà người đầu tư, tức là bondholder, cần phải chú ý tới khi đầu tư vào trái phiếu, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp. Đó. Rồi. Coupon rate nó sẽ khác với cả market interest rate. Đó. Market interest rate nó sẽ là cái thứ dùng để đo lường, tính toán ra mức giá trái phiếu ở thời điểm hiện tại. Được chưa? Hay nói khác, nó chính là tỷ suất lợi nhuận của trái phiếu đó. Được chưa? Được. Nếu như coupon rate bằng với cả lãi suất thị trường, tức là nếu coupon rate bên trên tôi lấy là 5, 5%, lãi suất thị trường giờ đây cũng là 5%, thì khi đó giá trái phiếu sẽ bằng với mệnh giá, và trường hợp này chính là par bond. Được chưa? Nhưng khi lãi suất thị trường mà tăng cao thì giá trái phiếu nó sẽ có xu hướng ngược lại, đó là trái phiếu nó, giá trái phiếu sẽ giảm đi. Được chưa? Thì ở đây tôi lấy ví dụ là nếu để có được giá trái phiếu là 977.5 đô la thì lãi suất thị trường phải tương ứng là 500, 5.52 phần trăm. Đó, nó sẽ cao hơn cái coupon. Được chưa? Thế còn tôi giả sử nhé, nếu như lãi suất thị trường market interest rate, còn đây là bond price, nếu lãi suất thị trường mà giả sử lên đến 8.5%, thì khi đó giá của bond tôi tính ra được là 85.98. Đó, tức là 85.98% nhân với par value. Thế còn nếu lãi suất thị trường còn tăng dữ dội hơn nữa lên đến 9.5, thì giá trái phiếu nó còn giảm sâu hơn, giảm xuống còn 82.41, vân vân. Đó. Ở đây chúng ta thấy có một mối quan hệ, đó là lãi suất thị trường mà càng tăng thì giá trái phiếu càng giảm. Được chưa? Giá trái phiếu càng giảm. Điều này ấy thì chúng ta có thể được giải thích khi chúng ta được học sâu về định giá trái phiếu. Đó. Đó. Nhưng mà tôi có thể lấy một ví dụ đơn giản sau để mô tả cho các bạn điều này, các bạn sẽ hiểu ngay lập tức về nó. Rồi, các bạn hình dung nếu như ai đó nói tiếp cận chúng ta, nói rằng là họ sẽ phát hành cho chúng ta một cái trái phiếu có mệnh giá là 1.000 đô trong thời hạn 5 năm, thì người ta cam kết cứ 6 tháng một họ sẽ trả cho chúng ta cái lãi suất được quy theo năm là 5%, hay nói cách khác là cứ 6 tháng một trả cho chúng ta là 25 đô, và đến ngày đáo hạn tức là thời điểm 5 năm sau chúng ta sẽ nhận được phần tiền gốc là 1.000 đô. Nhưng mà các bạn giả sử nếu như lãi suất trên thị trường là cao hơn 5%, cao hơn 5%, có nghĩa là trên thị trường người ta đang cho vay mượn nhau mà người ta sẽ lấy lãi cao hơn 5%. Giả sử như cao hơn 5% ở đây là 6% chẳng hạn. Market interest rate là bằng 6%. Thì các bạn sẽ nhìn thấy một điều rằng nếu như tiền của tôi bây giờ mà đem cho vay trên thị trường, tức là một cái 1.000 đô mà tôi định sử dụng để mua cái trái phiếu này, đó, thì tôi cho vay trên thị trường tôi sẽ cho vay được với lãi suất cao hơn. Thì khi đó người này mà chỉ offer cho tôi mức lãi suất là 5%,
thì cái giá nó phải giảm sâu hơn mệnh giá. Đó. Thì khi đó thì tôi mới thấy cái lãi suất 5% gọi là fair. Đó. Đó. Được chưa? Thêm một ví dụ đơn giản thế này thôi nhé. Giả sử bạn có một người bạn mà muốn vay bạn một số tiền là 10 triệu. Và giả sử ở đây là chúng ta tính toán cái lãi suất vay nó cực kỳ fair mà không có yếu tố tình nghĩa gì ở đây. Thì bạn này nói rằng là một năm sau sẽ trả cho tôi là 11 triệu cả tiền gốc lẫn tiền lãi. Được chưa? Đây là 11 triệu. 11 triệu. Được chưa? Thì tương ứng lãi suất là 10%. 10% một năm. Interest rate là 10%. Giả sử khi ấy tại thời điểm T bằng 0, tức là T bằng 1. Thời điểm T bằng 0 các bạn thấy rằng với 10 triệu này đem gửi ngân hàng họ trả cho chúng ta tận 15%. Họ trả chúng ta tận 15%. Thế thì như vậy cái số tiền 11 triệu mà bạn của bạn hứa trả cho bạn tại một năm sau nó là hơi ít. Đã. Như vậy thì để số 11 triệu này là được gọi là số mà thích hợp cho lãi suất thị trường, ngân hàng còn trả tận 15% ấy, thì bạn của bạn nó sẽ rủi ro cao hơn ngân hàng thì ít nhất là cũng phải cao hơn con số 15% ấy. Giả sử là 20%, thế thì cái số tiền 10 triệu này nó sẽ bị giảm đi. Được chưa? Yeah. Tức là cái vẫn nếu chúng ta có một người bạn cam kết sẽ trả cho chúng ta 11 triệu thì giả sử lãi suất là 20% chẳng hạn. Thì bây giờ bạn chỉ nói rằng tôi sẽ chỉ cho anh vay được là 9 triệu mốt mà thôi. Đó. 9 triệu mốt mà thôi. Nếu lãi suất bằng 20%. Đó. Thì cỡ tôi có thể cho anh vay được 9 triệu mốt. Đó. 9 triệu 166 ngàn như vậy. Thôi. Thế thì cái con số 11 triệu cam kết sẽ trả lại một năm sau kia nó mới fair với lãi suất thị trường 20%. Được chưa? Được chưa? Rồi. Thì các bạn thấy ở đây ấy, cái 10 triệu này nó giống như par value. Cái 9 triệu mốt này nó giống như là bond price. Yeah. Bởi vì ấy, cái mối quan hệ giao dịch trái phiếu của chúng ta cũng giống như là cho vay và đi vay thôi mà. Nào. Thế thì cái lãi suất thị trường là yếu tố sẽ xác định ra mức giá trái phiếu. Yeah. Và giá trái phiếu thì khác với par value. Và lãi suất thị trường thì khác với coupon rate. Yeah. Và lãi suất thị trường tăng sẽ làm cho giá trái phiếu giảm. Lãi suất thị trường giảm sẽ làm cho giá trái phiếu tăng. Yeah. À, câu hỏi của bạn Vinh, ý thầy nói là mất giá của tiền gốc là trước khi trả lời câu hỏi của bạn thì mất giá của tiền gốc là chúng ta nói tới yếu tố gì ở đây? Yếu tố gì các bạn? Yếu tố lạm phát đúng không ạ? Inflation. Thì thực ra inflation chỉ là một trong các yếu tố để người ta xác định ra mức lãi suất thị trường mà thôi. Nó còn các yếu tố khác nữa. Inflation là một trong số yếu tố đó. Thực ra thì inflation là một trong những loại rủi ro, đó là rủi ro trượt giá. Tại thị trường nào cũng có trượt giá mà thôi. Tức là với một số tiền chúng ta có ngày hôm nay, chúng ta sẽ mua được ít lượng hàng hóa hơn trong tương lai so với thời điểm hiện tại. Đó, thì người ta đấy là hiện tượng trượt giá và ngôn ngữ chính thống thì người ta gọi đó là inflation, lạm phát. Thị trường nào thì cũng có lạm phát. Chỉ khi nào lạm phát nó lên cao quá một mức cao mà đặc biệt cần chú ý thì khi đó mới là vấn đề. Chứ còn thị trường nào cũng sẽ có lạm phát. Và lạm phát là một trong những yếu tố để chúng ta xác định ra mức lãi suất thị trường. Ngoài ra có những yếu tố khác nữa, đó là cái mức độ rủi ro của người phát hành, rồi mức độ thanh khoản của trái phiếu, vân vân và vân vân. Rồi. Market interest rate thì chính là yield nha các bạn. Đó, chính là bond yield. Rồi. Lãi suất của thị trường, đó là một từ người ta dùng chung. Đó, một từ dùng chung. Nó không liên quan gì đến lãi suất của thị trường cổ phiếu như là lãi suất của các chỉ số như là tỷ suất sinh lời của chỉ số VN Index hay là S&P 500 và Dow Jones của thị trường Mỹ cả. Được chưa? Market interest rate cũng không phải là lãi suất tiền gửi. Đó, lãi suất tiền gửi. Thực ra thì market interest rate là một cái generic term. Đó là một cái từ chung và thường là người ta nói tới đó là mức lãi suất của trái phiếu chính phủ. Trái phiếu chính phủ được lấy làm cái base
để người ta sử dụng để so sánh và đưa ra các mức lãi suất của các công cụ nợ khác nhau. Rồi. Đây, người ta dựa vào coupon và người ta sẽ cũng có những cái trái phiếu mà người ta phân loại dựa trên coupon rate. Trái phiếu thì tên gọi của nó là fixed income. Fixed income là thu nhập cố định. Nhưng mà cố định ở đây ấy, thì chỉ là cố định về mặt tần suất mà thôi, chứ không phải cố định về mặt giá trị. Yeah. Thu nhập cố định ở đây là cứ hàng kỳ các bạn nhận được một số tiền, nhưng mà số tiền đấy có thể cố định hoặc không. Nếu như tôi có một cái trái phiếu là có lãi suất, có coupon rate cố định, tức là một cái tỷ lệ 5% như trong ví dụ bên trên của tôi, thì có nghĩa là cứ hàng 6 tháng, tức là nửa năm, người bondholder nhận được số tiền là $25, và đó là thu nhập cố định, vừa cố định về mặt thời gian, vừa cố định về mặt số tiền. Đó. Thế còn nếu như tôi có một cái trái phiếu có lãi suất thả nổi, tức là lãi suất, tức là cái coupon rate của trái phiếu đó không phải được xác định ngay bây giờ, mà nó sẽ bằng lãi suất thị trường cộng với một biên độ nào đó. Thế thì người ta sẽ chỉ có thể xác định được coupon rate tại thời điểm thanh toán mà thôi. Được chưa? Được chưa? Thế còn có một loại trái phiếu nữa, người ta thậm chí là không trả coupon, đó là người ta gọi là zero coupon bond. Zero coupon bond là trái phiếu mà không trả coupon theo đúng định nghĩa. Thế thì khi mà tôi nghe cái trái phiếu này, tôi có suy nghĩ là thế chẳng lẽ người issuer họ phát hành cái trái phiếu và họ không trả lãi hay sao? Đó. Thì thực ra là có. Đó. Thực ra là có. Chờ thêm một chút. Đó. Tôi lấy ví dụ, tôi có một cái zero coupon bond. Kỳ hạn của nó là 5 năm. Và mệnh giá của nó, par value, bằng $1,000. Thì có nghĩa là nếu như ai đó nắm giữ trái phiếu này thì 5 năm sau sẽ nhận được $1,000. Đó. Thế còn số tiền họ bỏ ra bây giờ là họ mua cái trái phiếu này, đó là bond price, thì chắc chắn nó là một cái số tiền thấp hơn $1,000. Giả sử tại thời điểm hiện tại. Đó. Giá của trái phiếu này là 82.71, tương đương là $827.1. Điều đó có nghĩa là tôi là người đầu tư, ngay bây giờ tôi bỏ số tiền $827 để mua cái trái phiếu này, 5 năm sau nhận về $1,000, và phần chênh lệch đó được ngầm hiểu, đó chính là phần tiền lãi. Yeah. Về mặt cấu trúc thì trái phiếu này thực sự là không có trả coupon thật, nhưng tiền lãi của nó được ẩn sâu trong cái phần chiết khấu so với mệnh giá, tức là cái phần chênh lệch thấp hơn của giá trái phiếu và mệnh giá. Chắc chắn zero coupon bond luôn luôn là discount bond. Đó. Tức là giá của một cái zero coupon bond sẽ thấp hơn mệnh giá. Được chưa? Rồi. Và thành tố cuối cùng đó là currency. Thành tố cuối cùng là currency. Thì currency đó là cái đồng tiền mà đồng tiền ít giá trái phiếu. Đó. Thế thì nếu như những doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta mà phát hành trái phiếu để huy động vốn tại thị trường nội địa thì chúng ta chỉ có thể phát hành bằng đồng Việt Nam đồng mà thôi. Đó. Còn nếu như chính phủ chúng ta phát hành trái phiếu trên thị trường nội địa thì có thể thì cũng chỉ phát hành được bằng đồng Việt Nam đồng. Nhưng nếu chúng ta phát hành trên thị trường quốc tế, hay nói cách khác là chúng ta đi vay tiền trên thị trường quốc tế, thì chúng ta phải phát hành bằng những đồng tiền mà trên thị trường quốc tế chấp nhận. Đó. Và thị trường Việt Nam của chúng ta thì tiền tệ đó là đồng Việt Nam đồng không phải là một đồng tiền được gọi là có thể chuyển đổi, có thể giao dịch trên thị trường quốc tế, mà người ta chỉ chấp nhận những đồng tiền ngoại tệ mạnh như là đồng đô la Mỹ USD, đồng bảng Anh đó là GBP, rồi đồng euro là euro, rồi đồng yên Nhật là JPY, vân vân. Thì thường khi chúng ta phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế sẽ phát hành bằng đồng đô la Mỹ. Và đồng đô la Mỹ cũng là đồng tiền được ghi nhận là cái có khối lượng trái phiếu được giao dịch lớn nhất bằng đồng tiền này trên thị trường toàn cầu. Được chưa? Đó, và chúng ta đã đi qua được 5 thành tố cơ bản của trái phiếu.
Đó, và chúng ta sẽ đến các cái phần còn lại. Đó. Thì thực ra ấy, trái phiếu doanh nghiệp mà được phát hành trên thị trường đó chính là loại trái phiếu, đó chính là một cái công cụ tài chính để doanh nghiệp, tức là issuer, họ huy động vốn, họ vay mượn tiền trên thị trường. Đó, vay mượn tiền trên thị trường bằng cách phát hành ra trái phiếu này. Thế thì tất cả những trái phiếu mà được phát hành tại thời điểm bây giờ thì đều là dạng dữ liệu điện tử, nên rất là khó để kiếm một cái trái phiếu mà còn bằng giấy. Để lấy ví dụ cho các bạn thì cái hình này trên slide là một cái tờ trái phiếu được phát hành bởi một tổ chức, một doanh nghiệp tại Việt Nam, và nó cũng lâu rồi đó, chứ không phải là không phải bây giờ nữa. Thì các bạn thấy ở đây sẽ ghi đối tượng là issuer, trái phiếu công ty cổ phần tập đoàn HTB Việt Nam, mệnh giá trái phiếu là 1.000.000 đồng đó, đây là par value đó, đây là issuer. Rồi kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, thì đây là maturity. Rồi lãi suất trái phiếu thì đây chính là coupon rate. Và thành tố cuối cùng Việt Nam đồng này chính là currency. Đó. Thì trên tờ trái phiếu này các bạn nhìn thấy rõ năm cái thuộc tính cơ bản của trái phiếu, đó là số 1 issuer, số 2 maturity, số 3 par value, số 4 coupon rate và số 5 đó là currency. Rồi câu hỏi của Phương, vì dòng tiền par value là futures value của số tiền hiện tại nên Hugh quyết định mua bond price. Đúng rồi. Thì giá bond, tức là bond price, người ta sẽ xem xét xem là ở góc độ người đầu tư, họ xem xét xem là cái tài sản mà mình đầu tư vào trong tương lai nó còn tạo được những dòng tiền gì, đó, dòng tiền A, dòng tiền B, dòng tiền C, vân vân, với giá trị là bao nhiêu. Người ta sẽ đưa hết những dòng tiền ấy và hiện tại cộng lại với nhau ra mức giá của tài sản đó. Được chưa? Đấy là nguyên tắc cơ bản để người ta định giá bất kỳ loại tài sản nào, và trên tài sản tài chính nào trên thị trường. Đó là nếu một tài sản đó chúng ta thấy nó còn tạo được bao nhiêu dòng tiền trong tương lai, thì chúng ta cộng hết những dòng tiền ấy, đó, tức là cộng hết dòng tiền ấy với cái giá trị hiện tại, quy nó về giá trị hiện tại và cộng hết lại thì sẽ ra được cái giá của tài sản đó. Này. Nguyên tắc định giá bất kỳ loại tài sản nào, bất kể là trái phiếu, cổ phiếu hay là những loại tài sản alternatives khác. Rồi, ở phần trên là năm thành tố cơ bản. Đó. Ngoài ra thì trái phiếu có những cái thành tố bổ sung đặc biệt, đó, hơi đặc biệt một tí. Có thể có trái phiếu không. Đó, thì ở đây tôi tạm xếp nó vào nhóm của Extended Features. Đó, nhưng mà đây không phải là toàn bộ những cái Extended Features mà chúng ta hay gặp. Đó, mà có trên thị trường đâu, mà là những cái mà nó phổ biến thì tôi nêu ở đây thôi. Đó, nó không phải tất cả nhé, non-exhaustive. Rồi, đầu tiên là Floating Rate Notes. Floating Rate Notes thì note ở đây chính là bond. Đó. Nhưng người ta thích gọi nó là note thôi. Thì floating rate notes đó là loại trái phiếu mà có coupon rate thả nổi theo lãi suất thị trường. Đó. Coupon rate của nó không phải là cố định ngay từ đầu, mà nó được xác định bằng một biểu thức. Đó. Coupon rate sẽ bằng lãi suất tham chiếu của thị trường là market reference rate và cộng một biên độ. Biên độ này chúng ta gọi là spread. Được chưa? Được chưa? Được. Rồi, những cái thành tố đặc biệt khác là contingency provisions. Contingency provision là những cái điều khoản tiềm tàng. Những điều khoản tiềm tàng ở đây là tên gọi chung cho những điều khoản được cài vào hợp đồng trái phiếu, khiến cho nó có khả năng, trái phiếu này có khả năng kết thúc dòng đời của nó sớm hơn kỳ hạn gốc. Đó. Thì tôi lấy ví dụ một trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, thì 10 năm sẽ là kỳ hạn của nó. Nếu nó không có điều khoản mà thuộc nhóm contingency provision này, nếu có thì nó sẽ là một trong ba dạng sau. Thứ nhất là callable bond. Callable bond là trái phiếu mà cho phép người issuer được quyền mua lại nó trước hạn, tức là mua lại chính trái phiếu của mình trước hạn. Đó. Thì tôi lấy ví dụ nếu tôi có một cái trái phiếu có kỳ hạn 10 năm và nó callable tại năm thứ bảy chẳng hạn, at year 7. Thì có nghĩa là tại năm thứ bảy, tức là 7 năm sau khi trái phiếu được phát hành, người issuer bỏ tiền ra mua lại trái phiếu này, thì trái phiếu này kỳ hạn của nó là 7 năm. Đó.
Người issuer bỏ tiền ra mua lại trái phiếu của chính mình là một cách nói khác của việc họ thanh toán phần nợ gốc sớm hơn kỳ hạn ban đầu. Convertible bond đó là trái phiếu chuyển đổi. Trái phiếu chuyển đổi là loại trái phiếu mà cho phép người nắm giữ, tức là người bond holder, được quyền chuyển đổi về cổ phiếu thường của người issuer. Tức là thay vì họ nắm giữ cái trái phiếu đó, thì trong cái trái phiếu đấy có một cái điều khoản phụ thêm là cho phép người issue người bond holder được quyền chuyển đổi về cổ phiếu thường với một tỷ lệ cố định, và đó là cổ phiếu của người issuer nhé. Thì nếu như một cái trái phiếu có cái hạn 10 năm và người issuer quyết định chuyển đổi cái trái phiếu họ đang người bond holder quyết định chuyển đổi cái trái phiếu họ đang nắm giữ về một lượng cổ phiếu nào đó của người issuer, thì cái trái phiếu đó kết thúc dòng đời của nó tại thời điểm chuyển đổi. Đó, chạy. Loại thứ ba đó là putable bond. Putable bond là loại trái phiếu mà cho phép người bond holder được quyền bán lại trái phiếu cho người issuer. Được chưa? Tôi lấy ví dụ, tôi có một cái trái phiếu putable bond có cái hạn 5 năm và nó putable tại năm thứ tư, year 4. Thế thì nếu năm thứ tư người bond holder họ bán cái trái phiếu này lại cho người issuer để lấy tiền về, thì cái trái phiếu này dòng đời của nó là 4 năm. Đó. Và những điều khoản này gọi là contingency provision, tên gọi chung của nó là những điều khoản tiềm tàng khiến cho trái phiếu của nó có khả năng kết thúc dòng đời sớm hơn so với kỳ hạn gốc. Đó. Đó. Ngoài ra thì còn một loại điều khoản nữa, features nữa, đó là sinking fund provisions. Sinking fund, sinking là nhấn chìm đúng không ạ? Provision là điều khoản. Sinking fund provision đó là một loại trái phiếu mà người bond holder yêu cầu người issuer phải thanh toán cái phần tiền gốc đều đặn trong suốt dòng đời của trái phiếu. Phần tiền gốc nhé, các bạn nhìn lại cho tôi vào cái ví dụ trước đây khi mà tôi nói về coupon, thì cái phần tiền gốc của nó chính là cái 1.000 đô này và nó chỉ thanh toán một lần tại ngày đáo hạn. Nhưng nếu như người issuer bị vỡ nợ tại một thời điểm nào đó trước đáo hạn thì người bond holder coi như mất số tiền này. Và người bond holder không muốn chịu cái rủi ro đó. Không muốn chịu cái rủi ro đó bằng cách ngay từ đầu họ yêu cầu người issuer cài vào trong hợp đồng trái phiếu những điều khoản bắt buộc người issuer phải thanh toán sớm cái phần tiền gốc một cách đều đặn hàng năm. Đó. Thì điều khoản đó người ta gọi là sinking fund provision. Đó. Sinking fund provisions. Đó. Rồi, tôi lấy ví dụ một trái phiếu có kỳ hạn 20 năm. Mệnh giá tổng cộng của lô trái phiếu trong đợt phát hành này là 300 triệu đô. Thì người issuer được người bond holder yêu cầu là phải thanh toán số tiền gốc đều đặn mỗi năm 20 triệu. Bắt đầu từ năm thứ 6 trở đi. Đó. Thì đây là một dạng sinking fund provision. Đó. Chứ người bond holder không có muốn người issuer cứ giữ cái dòng tiền gốc, giữ cái số tiền gốc đến cái năm thứ 20 mới thanh toán hết 300 triệu đâu. Người ta không muốn chịu đựng cái rủi ro như vậy, bởi vì biết đâu trong 20 năm tới chuyện gì xảy ra không ai biết. Đó, được chưa? Nên để giảm thiểu rủi ro về mặt tín dụng, người issuer có thể được người bond holder yêu cầu thanh toán đều đặn số tiền gốc, và điều khoản đó gọi là sinking fund provision. Đây là một số những cái extended features thôi, chứ còn nhiều loại, rất nhiều những loại extended feature khác mà đối với một cái trái phiếu, được chưa? Mà tôi thấy những cái điều khoản này là phổ biến nhất nên giới thiệu ở đây cho các bạn. Rồi, ở phần này tôi sẽ nói qua về market mechanisms là cơ chế thị trường. Cơ chế thị trường ở đây ý, nó không lớn lao như như các bạn đang nghĩ đâu. Cơ chế thị trường ở đây có nghĩa là cái cách thức người ta phát hành và giao dịch trái phiếu, đơn giản vậy thôi. Đó. Thế thì người ta chia ra làm hai loại, đó là thị trường sơ cấp, tiếng Anh gọi là primary bond market. Đó. Và cái thứ hai là thị trường thứ cấp là secondary market. Thì primary bond market, gọi tắt là primary market, thị trường sơ cấp là thị trường mà người issuer phát hành trái phiếu ra cho đối tượng nhà đầu tư. Đó. Phát hành trái phiếu cho đối tượng nhà đầu tư. Rồi. Thì có thể hình dung như sau. Issuer phát hành ra cho investor. Đó. Rồi, thế còn secondary market là nơi mà các đối tượng nhà đầu tư mua đi bán lại lẫn nhau. Đó. Sau khi trái phiếu được phát hành rồi thì secondary market chính là cái thị trường mà những người investor mua đi bán lại cái trái phiếu này. Đó. Cho nhau.
Được chưa? Rồi. Primary bond market là thị trường sơ cấp, là thị trường mà người issuer phát hành cho investor. Thì người issuer nếu muốn phát hành trái phiếu được thì cần có hỗ trợ của một đối tượng mà chúng ta gọi đó là investment bank, ngân hàng đầu tư. Thì nếu phát hành ra công chúng thì người ta gọi đó là public offering. Nếu phát hành riêng lẻ cho một số những đối tượng nhà đầu tư thì gọi là private placement. Private placement có các loại hình phát hành đó là underwritten offering, là bảo lãnh phát hành, tức là người investment banker họ cam kết sẽ mua lại cái lượng trái phiếu mà không phát hành hết từ người issuer, hay nói cách khác người investment bank đóng vai trò là nhà đầu tư luôn trong trường hợp này. Ngoài ra thì có các loại hình thức khác, đó là best effort offering, tức là người investment bank chỉ cam kết là cố gắng hết mức có thể thôi, chứ không cam kết mua lại lượng trái phiếu dư thừa mà không phát hành được. Ngoài ra thì có thêm self registrations, đó là cái hình thức mà những đối tượng người phát hành mà rất là có tiếng trên thị trường, những công ty lớn, và họ sẽ muốn phát hành trái phiếu thành nhiều đợt trong một năm thì họ chỉ đăng ký một lần duy nhất thôi, và cứ đến đợt tháng mà họ đã quy định ngay từ đầu, ví dụ tháng 3, tháng 6, tháng 9 vân vân, thì họ cứ thế phát hành mà không cần lập lại hồ sơ nữa. Được chưa? Self registration thì self là cái kệ sách, có nghĩa là tôi cứ đăng ký một lần và đặt trên lên kệ, cứ mỗi lần phát hành thì lấy hồ sơ từ lên cái kệ đó ra, đó là cái tên gọi như vậy. Được. Rồi. Câu hỏi của Phương. Primary bond market ở Việt Nam cho C-bond là loại trái phiếu được giao dịch trên app của bank đang làm phải không ạ? Lên vào trading. Không phải. Câu trả lời của tôi không phải. Secondary market là nơi trái phiếu được mua đi bán lại giữa các nhà đầu tư. Nếu như trái phiếu được giao dịch trên một sàn giao dịch tập trung thì gọi là exchange traded bond, đó, và nơi giao dịch là một sàn giao dịch tập trung. Rồi, thế còn nếu như trái phiếu được giao dịch qua dealer. Dealer ở đây là ai? Dealer ở đây là các quỹ đầu tư, các ngân hàng thương mại, các ngân hàng gọi là dealer bank. Khi họ có sẵn trong rổ tài sản của mình những cái trái phiếu thì ai muốn mua họ sẽ bán, ai muốn bán thì họ sẽ mua. Đó. Và hình thức giao dịch này không phải được thực hiện tại các sàn giao dịch tập trung, nên người ta gọi là over the counter. Là over the counter. Và khối lượng trái phiếu trên thị trường chủ yếu là giao dịch qua hình thức over the counter. Yeah. Câu hỏi của Giang. Issuer muốn phát hành phải có bảo lãnh của bank. Vậy issuer có cần thế chấp đảm bảo gì không? Thầy có thể giải thích rõ hơn về bảo lãnh ngân hàng được không ạ? Câu hỏi của bạn tổng cộng là có 3 ý. 3 ý này là hoàn toàn khác nhau. Ý thứ nhất, issuer phát hành phải có bảo lãnh của bank. Issuer phát hành không nhất thiết phải có bảo lãnh của bank. Đó là lựa chọn. Đó là lựa chọn của họ mà thôi. Nhưng mà chẳng có issuer nào mà không có lựa chọn bảo lãnh của bank cả. Nếu như họ không muốn, nếu như họ muốn đợt phát hành của mình diễn ra một cách smoothly, bắt buộc phải có sự hỗ trợ của một ngân hàng. Issuer có cần thế chấp đảm bảo gì không? Again, đây là lựa chọn của họ. Người issuer là người phát hành, họ có thể có tài sản thế chấp, tài sản đảm bảo cho trái phiếu họ phát hành, hoặc có thể không. Nếu trái phiếu có tài sản đảm bảo, người ta gọi là secure bond, không thì gọi là unsecured bond. Trái phiếu có tài sản đảm bảo thì lãi suất sẽ thấp hơn, không có tài sản đảm bảo lãi suất sẽ cao hơn. Bảo lãnh ngân hàng thì loại hình này nó khác một cách hoàn toàn so với bond nhé. Đây là một cái mảng khác, nó không liên quan tới bond. Dealer có phải broker không? Câu hỏi của Quyên. Thực ra thì dealer nó lớn hơn broker. Broker là môi giới, là người mà tìm kiếm những người muốn bán, tìm kiếm những người muốn mua cho một loại tài sản nào đó. Được chưa? Đó. Thì dealer thì khác, lớn hơn nhiều. Đó là các tổ chức, chứ không phải cá nhân nha. Họ có sẵn cái tài sản đó, có sẵn cái trái phiếu đó, có sẵn cái cổ phiếu đó. Mà người nào nó muốn đầu tư mà trên thị trường không có bán những cái cổ phiếu, những cái trái phiếu đó, thì sẽ tìm kiếm những người dealer này và họ sẽ bán cho. Đó. Và giá bán phụ thuộc vào cái giá người dealer họ niêm yết. Rồi, phần này thì tôi giải thích một chút về vị trí của corporate bond, vị trí của trái phiếu doanh nghiệp trong trong nội tại của người issuer đó.
Thế thì các bạn hình dung này, tôi các bạn hình dung đứng ở vai trò là người issuer đi, tức là một doanh nghiệp họ cần có vốn để kinh doanh. Ví dụ tôi muốn mở một cái công ty nhỏ nhỏ gì đó thì thường là tôi lấy tiền tôi tự có ra, là vốn tự có của tôi, rồi tôi rủ thêm bạn bè đồng nghiệp hay những người bạn học hồi xưa của tôi cùng lập một, cùng góp vốn. Thế thì cái số vốn đó người ta gọi là equity, đó là vốn chủ sở hữu, equity. Nhưng mà khi doanh nghiệp của tôi mở rộng hơn thì nhu cầu vốn của tôi lớn lên, trong khi không sẵn, trong khi những đối tượng bạn bè mà tôi có không sẵn sàng bỏ thêm vốn đầu tư và tôi cũng không thể huy động thêm theo hình thức equity này nữa, thì tôi sẽ phải đi vay. Phải đi vay thì có nghĩa là cái nguồn tài trợ tài sản thứ hai của tôi đó là nguồn vốn vay, và nó được gọi là debt. Debt. Rồi. Doanh nghiệp mà họ muốn vay vốn, doanh nghiệp mà họ muốn vay vốn thì họ có thể muốn huy động vốn dưới dạng là muốn huy động vốn dưới dạng là debt, tức là nợ, thì họ có rất nhiều lựa chọn. Đó, đầu tiên là vay ngân hàng. Đó. Vay ngân hàng. Bank debt. Rồi. Ví dụ như vay dự án, vay trong nhiều năm rồi vay hạn mức tín dụng chẳng hạn, đó thì là bank debt. Ngoài ra, phát hành trái phiếu thì trái phiếu phát hành là corporate bond. Được chưa? Rồi. Những loại hình thức vốn nợ khác, là chủ yếu hình thức vốn nợ sẽ là vay ngân hàng và phát hành trái phiếu, nhưng ngoài ra còn những hình khác nữa, đó, ví dụ như là commercial paper, đó là thương phiếu, đó là loại chứng khoán nợ có kỳ hạn ngắn do doanh nghiệp phát hành. Rồi trade credit, tức là những khoản tín dụng thương mại. Tín dụng thương mại có nghĩa là chúng ta mua và chúng ta mua chịu chưa trả, rồi chúng ta còn cần phải trả cho người nhà cung cấp vân vân, thì người ta gọi là tín dụng thương mại, trade credit vân vân. Đó, thì tất cả những phần đó nằm ở trong cái cấu phần debt này của chúng ta. Đó, và hai nguồn vốn này giúp hình thành nên tài sản của doanh nghiệp. Đó. Asset. Đó. Cho nên chúng ta, nếu các bạn nào đã học qua về kế toán thì sẽ thấy có một cái phương trình, đó là tài sản bằng vốn chủ sở hữu cộng với nợ phải trả. Hay nói cách khác, góc nhìn của tôi là tài sản của doanh nghiệp được tạo nên bởi vốn tự có và vốn vay. Rồi, phần cuối của buổi học ngày hôm nay thì tôi sẽ nói qua một chút về thị trường trái phiếu doanh nghiệp của chúng ta. Đó. Thế thì đầu tiên là nói về thị trường trái phiếu của Việt Nam chúng ta đã. Thì thị trường trái phiếu Việt Nam ấy thì đã được ghi nhận là được hình thành từ những năm 1990. Các bạn thấy tương đối là mới thôi chứ không phải là quá lâu đâu, mới khoảng độ hơn 30 năm. Nhưng bắt đầu phát triển kể từ năm 2000. Đó, bắt đầu phát triển kể từ năm 2000, tức là mới khoảng độ 22 năm đổ lại đây thôi. Thị trường trái phiếu của Việt Nam có thể chia theo đối tượng phát hành. Đó, thì chính là chia theo đối tượng, những loại đối tượng mà tôi đã nói tới cho chúng ta khi tại phần đầu của buổi học ngày hôm nay. Đó là trái phiếu chính phủ này. Đó, thị trường trái phiếu chính phủ thì là kênh huy động vốn then chốt trên thị trường, đáp ứng cho mục tiêu cân bằng ngân sách và là được lấy làm chuẩn cho thị trường tài chính. Rồi thị trường trái phiếu chính phủ bảo lãnh thì thực ra thị trường trái phiếu chính phủ bảo lãnh này nó cũng thuộc trái phiếu chính phủ. Đó. Nhưng nó là trái phiếu chính phủ bảo lãnh mà bản chất là trái phiếu của các doanh nghiệp nhà nước và các ngân hàng quốc doanh phát hành ra. Thì trái phiếu của họ phát hành ra thì thứ nhất là họ phải đảm bảo thanh toán được, nhưng được chính phủ bảo lãnh một phần thì gọi là trái phiếu chính phủ bảo lãnh. Yeah. Rồi, đối tượng thứ ba là trái phiếu chính quyền địa phương. Đã, trái phiếu chính quyền địa phương, ví dụ trái phiếu của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh để phát hành, được chưa? Và đối tượng thứ tư là đối tượng chính mà chúng ta nói tới ngày hôm nay, đó là trái phiếu doanh nghiệp. Yeah. Thì doanh nghiệp họ phát hành trái phiếu là để huy động vốn cho phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh. Đã, họ có thể phát hành cho công chúng và phát hành riêng lẻ. Đã, phát hành công chúng thì là public offering, phát hành riêng lẻ thì là private placement như tôi nói ở phần trước. Rồi, thông tin này tôi có dẫn nguồn ở bên dưới, bạn nào muốn tìm hiểu thêm có thể refer vào link tôi để bên dưới nha, đấy từ website của Bộ Tài chính. Rồi, những luồng thông tin ở bên trên ấy thì ở những câu hỏi bên trên, các bạn có một bạn hỏi là bạn chờ tôi chút.
là nguồn thông tin ở đâu để lấy những cái tài liệu này, thì tôi có để link ở đây nhé. Thì những thông tin về thị trường trái phiếu thì các bạn có một nguồn thông tin tổng hợp nhất là các bạn lên website của Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam, đó là vbma.org.vn, đó là Việt Nam Bond Market Association. Thì tôi lấy thông tin về thị trường trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp của Việt Nam trong tháng 1 2023 và năm 2022 vừa rồi. Đó. Thế thì trong năm 2022 thì Nga ghi nhận được trái phiếu doanh nghiệp được phát hành với khối lượng là khoảng 269.000 tỷ. Đó. Thế còn trái phiếu chính phủ là khoảng 214.000 tỷ trong năm 2022. Đó. Trong năm 2023 thì tháng 1, chúng ta mới qua tháng 1 thôi, thì lượng trái phiếu chính phủ được phát hành là khoảng hơn 32.000 tỷ. Thế còn trái phiếu doanh nghiệp thì chưa ghi nhận được phát hành nào trong năm 2023. Được chưa? Rồi. Một câu hỏi đặt ra cho các bạn này. Theo các bạn ấy thì xét về quy mô thì thị trường trái phiếu với thị trường cổ phiếu thì thị trường nào lớn hơn? Xét về quy mô thì thị trường trái phiếu và cổ phiếu thì thị trường nào lớn hơn? Rồi. Rồi, tôi ghi nhận được một câu hỏi rất chính xác của một bạn. Đó là anh Thông. Ở Việt Nam thì cổ phiếu lớn hơn, điều đó đúng. Nhưng trên thế giới trái phiếu lớn hơn. Xem ghi nhận của ngân hàng, theo tôi lấy số liệu của ngân hàng Barclays, thì trong năm 2022, quy mô toàn cầu của thị trường cổ phiếu là khoảng độ hơn 30 triệu tỷ đô la Mỹ. Đó. Thế còn quy mô của thị trường trái phiếu là khoảng 142 triệu tỷ, tức là gấp khoảng 3 lần, trái phiếu gấp cổ phiếu khoảng 3 lần. Nhưng mà tại thị trường Việt Nam thì lại khác. Thị trường trái phiếu của Việt Nam ấy thì xét về quy mô thì chưa lớn bằng thị trường cổ phiếu. Đó. Chưa lớn bằng của thị trường cổ phiếu. Theo như thông tin tôi ghi nhận được từ số liệu của Tổng cục Thống kê, thì tính đến hết năm 2022, thị trường cổ phiếu xét về giá trị vốn hóa thì chiếm khoảng độ 64% GDP, tính theo GDP là khoảng 64%. Thế còn thị trường trái phiếu thì trái phiếu chính phủ chiếm khoảng 20% GDP, trái phiếu doanh nghiệp thì chiếm khoảng 15%. Tức là xét về quy mô thì trái phiếu thì thị trường cổ phiếu gấp khoảng hơn 4 lần quy mô của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Được chưa? Rồi. Cuối cùng là các cái hành lang pháp lý của thị trường Việt Nam của chúng ta về trái phiếu thì ngoài việc là các giao dịch và việc phát hành trái phiếu được quy định cả những bộ luật chung như là luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, pháp lệnh ngoại hối vân vân, thì chúng ta sẽ nhìn nhiều vào cái thông tư 153 nghị định 153 của chính phủ phát hành năm 2020 và nghị định 65 ban hành năm 2022 sửa đổi bổ sung cho nghị định 153 về quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Thì nghị định 65 này sẽ ghi nhận một số những điểm như là yêu cầu tính minh bạch cao hơn đối với tổ chức phát hành, cũng như là đảm bảo tăng cường các quyền lợi và biện pháp bảo vệ cho người bondholder. Được chưa? Đó. Thì bạn nào có nhu cầu muốn tìm hiểu về các cái quy định luật pháp thì đọc nghị định 65. Và thực ra thì nghị định 65 này được phát hành vào tháng 9 và có hiệu lực tháng 9 năm 2022 vừa xong. Nhưng chính phủ cũng đang yêu cầu trong một cuộc buổi họp ở đây về xây dựng chính sách, chính phủ đang yêu cầu sửa đổi nghị định 65 nhằm đảm bảo mục đích là gì? Các bạn thấy hiện tại trên thị trường bây giờ, từ năm ngoái, từ năm 2021 tới cho tới năm nay, có rất nhiều là sự vụ lùm xùm ở trái phiếu, từ trái phiếu của Tân Hoàng Minh hủy niêm yết, rồi trái phiếu của Vạn Thịnh Phát gần đây. Đó, thì chính những cái vụ fraud, những cái việc mà không minh bạch thông tin như vậy trên thị trường, chính phủ mới dẫn chính phủ đến là sửa đổi lại hành lang pháp lý để bảo vệ nhà đầu tư hơn và yêu cầu cao hơn đối với người phát hành, để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo cái tính minh bạch trên thị trường. Đó. Ok, thì một giờ của chúng ta trôi qua khá nhanh, và đó là tất cả những phần mà tôi muốn đem tới cho các bạn tham dự trong buổi hội thảo ngày hôm nay về trái phiếu doanh nghiệp. Đó. Tôi xin phép nhường lại cho bạn Linh, MC, tiếp tục chương trình. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của thầy Long Nguyễn. Và thực sự là một bài giảng rất là tâm huyết, và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nhận được về rất là nhiều những câu hỏi của các anh chị liên quan tới chuyên ngành. Và các chị anh chị yên tâm rằng là sau phần cuối thì chúng tôi sẽ vẫn còn cái phần giao lưu hỏi đáp, và chúng ta sẽ còn gặp lại thầy Long Nguyễn
Nếu như các anh chị còn những thắc mắc liên quan gì tới chương trình học hay cũng như là những nội dung của chương trình CFA thì các anh chị có thể đặt câu hỏi vào cửa sổ chat hoặc là raise hand để đặt câu hỏi trực tiếp với thầy. Ngay sau đây thì trước khi mà chúng tôi bước sang phần giao lưu hỏi đáp thì tôi cũng xin phép là được thay mặt cho tổ chức đào tạo Smart Train và được chia sẻ với anh chị một chút về lộ trình học và thi chương trình CFA một cách hiệu quả nhất. Và tôi xin phép là được sẽ được chiếu slide. Không biết là mọi người có nhìn thấy phần slide của tôi chưa ạ? Dạ vâng ạ, xin phép các anh chị đợi tôi một chút, thì chắc là có lẽ đang hơi có một chút trục trặc về kỹ thuật thì tôi sẽ dạ vâng ạ, chắc là mọi người đã nhìn thấy rồi đúng không ạ? Dạ vâng ạ, thưa tất cả các anh chị mà anh chị có thể thấy rằng chứng chỉ CFA hiện tại bây giờ thì đang được rất là nhiều các anh chị học viên hoặc là các bạn thậm chí là các bạn sinh viên rất quan tâm tới chứng chỉ CFA này, bởi vì hiện tại bây giờ tại Việt Nam có rất nhiều những doanh nghiệp hay là cũng có rất nhiều các công ty đang ưu tiên tuyển dụng các vị trí mà có chứng chỉ CFA, ví dụ như là tại KPMG là top một trong bốn công ty Big Four lớn tại Việt Nam thì họ cũng đang tuyển dụng các vị trí là manager Merger and Acquisition với một điều kiện đó là các bạn đã thi đỗ bài thi CFA cho bất kỳ một level nào sẽ là một điều ưu tiên. Trong khi đó thì đối với vị trí là trưởng phòng phân tích thì họ với điều kiện là các bạn phải có chương trình CFA level 1 hoặc level 2, đây sẽ là một điều kiện bắt buộc trong vấn đề liên quan tới trình độ của các bạn để có thể apply vào vị trí này. Hay là với vị trí về Investment Analyst, Senior Investment Analyst thì với các bạn sẽ cần phải có CFA Charter Holder hoặc là CFA Candidate ở ít nhất là hai level. Điều đó cho thấy rằng là CFA hiện tại bây giờ đang được rất nhiều những công ty ưa chuộng và sẽ trở thành một điều kiện bắt buộc khi mà các bạn muốn có thể ứng tuyển vào các vị trí với các công ty như là về tài chính hoặc là kiểm toán. Để nói về tổng quan của Viện CFA Hoa Kỳ, thì Viện CFA Hoa Kỳ đã được thành lập vào năm 1947 và hiện tại thì đã có hơn khoảng 156.800 hội viên có mặt tại trên 165 quốc gia, và đây là một tổ chức nghề nghiệp quốc tế dành cho các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực về phân tích đầu tư tài chính. Và may mắn thì Smart Chain hiện tại bây giờ đang là đối tác được ủy quyền đào tạo chính thức từ Viện CFA Hoa Kỳ. Đối với chứng chỉ về CFA thì đây là một thước đo năng lực chuyên môn dành cho các anh chị và đang làm việc trong lĩnh vực về phân tích đầu tư tài chính và luôn được đánh giá cao bởi các ngân hàng, các quỹ đầu tư, các công ty chứng khoán. Hiện tại thì đã có trên 135.000 chuyên viên đã sở hữu chứng chỉ CFA trên toàn cầu. Điều đó cho thấy rằng là độ phủ sóng rất là rộng rãi của chứng chỉ CFA, ngày càng có nhiều các công ty hoặc là nhiều người đã ưu chuộng hơn về việc là sử dụng chứng chỉ CFA này trong công việc của mình. Và về kỳ thi của CFA, như các anh chị có thể thấy rằng CFA của chúng ta có 3 level. Và trong đó thì level 1 sẽ có 4 kỳ thi trong một năm, như là kỳ tháng 2, tháng 5, tháng 8 và tháng 11. Và đối với level 2 sẽ chỉ có 3 kỳ thi trong một năm, đó là kỳ tháng 5, tháng 8 và tháng 11. Đối với chương trình CFA level 3 thì chỉ còn lại 2 kỳ thi là kỳ tháng 2 và kỳ tháng 8. Các anh chị nên nắm bắt được lịch thi CFA này để có sự chuẩn bị thật tốt cho bài thi. Và để có thể đăng ký thi CFA thì chúng tôi cũng có một số những sự hỗ trợ đến từ bộ phận học viên. Khi mà các bạn đã trở thành học viên của Smart Train thì việc chuẩn bị hồ sơ bao gồm như là bản về passport hay là giấy chứng nhận về học vấn liên quan về bằng đại học thì bộ phận học vụ của Smart Train sẽ hỗ trợ cho các anh chị ạ. Điều kiện để các anh chị có thể nhận bằng CFA đó là chúng ta cần phải đạt đủ cả 3 tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất đó là các anh chị sẽ phải thi đậu 3 kỳ thi của chương trình CFA. Tiêu chí thứ hai đó là các anh chị cũng sẽ phải tích lũy thêm 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Và tiêu chí thứ ba
đó chính là chúng ta sẽ trở thành hội viên và tuân thủ các quy định về đạo đức cũng như là tiêu chuẩn về nghề nghiệp của viện CFA. Về nội dung chương trình học CFA thì có lẽ là phần đầu chương trình, thầy Long Nguyễn cũng đã chia sẻ rất là chi tiết và cụ thể tới những cái nội dung các môn học mà các anh chị cũng sẽ phải trải qua khi mà học 3 level CFA. Hiện tại bây giờ thì tại Smart Train chúng tôi sẽ cung cấp cho các anh chị một số những cái phần tài liệu học, bao gồm có là tài liệu bài giảng và bài tập tham khảo do chính giảng viên của Smart Train biên soạn, hoặc là tài liệu CFA của Kaplan. Về vấn đề chi tiết về tài liệu thì các anh chị có thể để lại những thông tin hoặc là những câu hỏi nếu các anh chị có quan tâm, và các bạn ở trong bộ phận hỗ trợ sự kiện sẽ tư vấn và giải đáp chi tiết với các anh chị. Tiếp theo đó là về chi phí thi. Phần chi phí thi CFA của chúng ta sẽ có hai phần chi phí. Thứ nhất là phí đăng ký ban đầu có mức giá là $350, và phí thi của từng level sẽ có hai mức. Thứ nhất là đối với mức thi sớm thì sẽ là $900 và mức thi đúng hạn sẽ là $1,200. Về quy định chi tiết của về phí thi này thì các anh chị có thể xem trên website của Hiệp hội CFA sẽ có những cái quy định về thời gian như thế nào được coi là mức đóng sớm và như thế nào là mức đăng ký thi đúng hạn, để các anh chị sẽ có sự chuẩn bị thật là tốt và chu đáo nhất cho kỳ thi CFA. Tôi xin phép được giới thiệu về những chương trình học phí CFA tại Smart Train hiện nay. Thì khi mà các anh chị đăng ký các chương trình học CFA của Smart Train trước ngày 28 tháng 2 thì các anh chị sẽ nhận được những chương trình học phí rất là ưu đãi. Để biết thêm chi tiết thì các anh chị có thể liên hệ với các bạn trong bộ phận hỗ trợ sự kiện. Các bạn ấy sẽ hỗ trợ trao đổi chi tiết với các anh chị về các mức chi phí này. Ngoài ra thì trong những chương trình đầu xuân năm mới, Smart Train cũng sẽ có một số những chương trình ưu đãi rất là hấp dẫn dành cho các anh chị, như là các anh chị sẽ có cơ hội được bốc thăm các bao lì xì may mắn có giá trị từ 300.000 đồng tới 2 triệu Việt Nam đồng. Và ngoài ra thì cũng có những phần ưu đãi thêm khi mà chúng ta đăng ký học theo nhóm từ 2 cho tới 4 người. Và trên đây là một mẫu chứng chỉ CFA. Nếu như các anh chị có cơ hội chúng ta đạt được chứng chỉ CFA thì đây sẽ là một phần, nhìn chung là một phần chứng chỉ rất là danh giá dành cho sự nỗ lực cố gắng của anh chị trong thời gian và sẽ được ghi nhận bởi Hiệp hội CFA Hoa Kỳ. Tiếp theo thì tôi xin được giới thiệu Donate về Smart Train. Hiện tại thì Smart Train là tổ chức đào tạo hàng đầu tại Việt Nam và chúng tôi cung cấp rất nhiều những chương trình đào tạo về kế toán, kiểm toán tài chính như là ACCA. MC ơi, em quên bật cam rồi nhá. À, dạ vâng ạ. Hiện tại thì Smart Train là tổ chức hàng đầu tại Việt Nam và chúng tôi tổ chức đào tạo rất là nhiều những chương trình đào tạo, ví dụ như là ACCA, CIA, CFA, CCB hoặc là CMA, một số những chương trình đào tạo ngắn hạn như là IRS, và một số những chương trình khác chuyên sâu về kế toán, kiểm toán tài chính. Và đối với chị, để nói một chút về những lịch sử thành lập của Smart Train thì Smart Train được thành lập vào năm 2009. Và tới nay thì Smart Train cũng đã có hai cơ sở đào tạo tại Hồ Chí Minh và Hà Nội. Nếu như các anh chị ở Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội, chúng ta hoàn toàn có thể đến văn phòng của Smart Train để tham quan cơ sở vật chất hoặc là lắng nghe tư vấn về các chương trình học nếu như các anh chị có quan tâm. Học viên của Smart Train hiện tại thì sẽ đến được từ rất là nhiều những công ty, những tập đoàn đa quốc gia ở nhiều mảng, nhiều lĩnh vực khác nhau, không chỉ là ngân hàng mà còn trong các lĩnh vực như là về tài chính, hay là các lĩnh vực về về hàng không như là Vietnam Airlines, hay các tập đoàn lớn như là EVN, Viettel. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp rất là nhiều những chương trình khóa học dành cho các học viên cá nhân, hoặc là các chương trình đào tạo về in-house dành cho doanh nghiệp. Ngoài ra thì tại Smart Train, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ các anh chị về các dịch vụ tài liệu, đăng ký hay là định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm. Smart Train cũng có thư viện sách tham khảo để khi mà học viên đến tham dự chương trình có thể sử dụng phòng tự học, hoặc là những phòng học thì rất là tiện nghi với trang thiết bị hiện đại, có wifi, tea break và bãi gửi xe. Và rất là mong rằng một thời gian tới chúng tôi sẽ được gặp các anh chị tại văn phòng của Smart Train để cùng lắng nghe những tư vấn, hoặc là nếu các anh chị có quan tâm về các chương trình học. Và cảm ơn các anh chị đã lắng nghe phần chia sẻ vừa rồi của tôi. Còn ngay sau đây thì chắc là chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cả phần chương trình ngày hôm nay với thầy Long Nguyễn, để thầy sẽ cùng chia sẻ với cả chúng ta và giải đáp tất cả những thắc mắc mà các anh chị đã đặt ra ngay từ đầu chương trình, được không ạ?
Để có thể tham gia vào phần giao lưu hỏi đáp này thì các anh chị có thể đặt câu hỏi vào cửa sổ chat hoặc là có thể raise hand, mở mic để chúng ta có thể giao lưu trực tiếp với giảng viên, hoặc là chúng ta sẽ có thể để lại câu hỏi cho các bộ bạn trong bộ phận hỗ trợ sự kiện. Các bạn ấy sẽ có thể giúp cho chúng ta giải đáp. Và phần cuối của chương trình thì chúng tôi cũng sẽ có những cái phần quà rất là hấp dẫn để gửi tặng cho các anh chị đã tham gia phần giao lưu hỏi đáp ngày hôm nay. Rồi, ok, cảm ơn Linh. Phần này chúng ta sẽ, tôi cũng mong muốn nhận được các câu hỏi của các bạn. Thì trong quá trình buổi giảng vừa rồi chúng ta tôi cũng đã trả lời được một số câu hỏi của các bạn rồi. Thì sau đây là team của Linh sẽ ghi nhận được các câu hỏi và đem đến cho tôi để giải đáp cho các bạn. Nhưng ưu tiên là các bạn nào có câu hỏi chúng ta raise hand và bật mic, tôi trao đổi trực tiếp với tôi sẽ ưu tiên câu đó trước. Được không ạ? Dạ vâng ạ. Có lẽ là trước khi từ trước là các bạn cũng đã để khá là nhiều câu hỏi như là Thầy Long cũng chưa giải đáp hết, cũng như là đúng không ạ? Thì thầy có thể trả lời các bạn một số những câu hỏi về liên quan tới chuyên môn. Vâng ạ, ví dụ như là trái phiếu doanh nghiệp thế nào với trái phiếu do các tổ chức tín dụng phát hành. Đây là câu hỏi đến từ bạn Câu Minh hỏi ạ. Của Minh này, trái phiếu doanh nghiệp khác thế nào so với trái phiếu tổ chức tín dụng phát hành? Trái phiếu doanh nghiệp là một từ dùng chung cho các chứng khoán nợ mà doanh nghiệp huy động trên thị trường, trong đó bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức tài chính, bao gồm ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Nếu nói như vậy thì trái phiếu cho các tổ chức tín dụng phát hành là ngân hàng thương mại phát hành thì là một phần trái phiếu doanh nghiệp. Rồi có bạn là Dạ vâng chúng ta có raise hand ha. Dạ vâng ạ, có một bạn là có mã số là A19102. Bạn đang có muốn raise hand để đặt câu hỏi trực tiếp đấy ạ. Không biết là mời các bạn bên bộ phận hỗ trợ sự kiện có thể mở mic cho bạn được không ạ? Rồi, rồi trước khi chờ câu hỏi của bạn thì tôi xin phép được trả lời một câu hỏi mà tôi thấy khá khá bạn cũng hỏi bên trên và chúng ta quan tâm. Đó là có một nhà đầu tư cá nhân có mua được trái phiếu doanh nghiệp hay không, và vì sao em vẫn thực hiện mua được trái phiếu doanh nghiệp trên app của công ty chứng khoán? Thì điều này có thể giải thích như sau này. Thứ nhất ấy, là trái phiếu, kể cả trái phiếu doanh nghiệp hay là trái phiếu chính phủ, thì họ phát hành ra ấy, các bạn thấy được rằng để họ huy động vốn thì họ luôn luôn phát hành với một lượng rất là lớn, đó, tính bằng trăm tỷ, ngàn tỷ. Cho nên ấy, thường đối tượng người ta nhắm tới đó là các doanh nghiệp, tức là đối tượng nhà đầu tư nhé, tức là đối tượng bondholder nhắm tới là các doanh nghiệp. Cho nên các doanh nghiệp là người tức là nhà đầu tư nhà đầu tư tổ chức ấy, họ sẽ là người được lựa chọn khi các doanh nghiệp và chính phủ phát hành trái phiếu. Thì cũng có những đợt cũng có những đối tượng là nhà đầu tư cá nhân được quyền mua trái phiếu, nhưng phải là khi doanh nghiệp phát hành thì họ mới được phát hành cho cá nhân, họ được mua cơ. Chính phủ thì không phát hành cho cá nhân rồi. Doanh nghiệp phát hành có thể phát hành cho cá nhân thì cá nhân có thể được mua. Tuy nhiên có những điều kiện rất gắt gao. Thứ nhất, nhà đầu tư cá nhân đó phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của luật chứng khoán. Nhà đầu tư thế nào được gọi là nhà đầu tư chuyên nghiệp thì các bạn có thể theo dõi trong luật chứng khoán, nhưng mà tôi mô tả thế này, đó là nhà đầu tư phải sở hữu một cái portfolio trên 2 tỷ đồng trở lên, có thu nhập tính thuế trong năm liền kề gần nhất trên 1 tỷ đồng, vân vân. Ngoài ra còn một số những điều kiện khác nữa thì đủ được điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để được mua trái phiếu, được chưa? Đấy là câu hỏi đấy là câu trả lời thứ nhất. Ý thứ hai thì đấy không phải là nhà đầu đấy không phải là cản trở của việc nhà đầu tư cá nhân khỏi việc mua trái phiếu, mà nhà đầu tư cá nhân có nhiều cách để mua trái phiếu. Đó. Có nhiều cách để đầu tư trái phiếu. Tôi lấy ví dụ là các nhà đầu tư cá nhân thị trường có thể lựa chọn những chứng chỉ quỹ tương hỗ của những quỹ đầu tư trái phiếu. Đó. Thì có nghĩa là nếu như chúng ta có những cái quỹ đầu tư trên thị trường mà họ chỉ đầu tư trái phiếu không, hoặc phần lớn tài sản đầu tư vào trái phiếu, và họ phát hành chứng chỉ quỹ cho chúng ta, thì việc chúng ta mua chứng chỉ quỹ của họ cũng là chúng ta gián tiếp đầu tư vào trái phiếu. Rồi.
Ngoài ra thì các bạn thấy có những sản phẩm trái phiếu của các công ty chứng khoán như là HSC hay là SSI vân vân, những sản phẩm như S-bond, D-bond vân vân, nếu các bạn có tìm hiểu về nó trên thị trường thì các bạn thấy rằng thực ra mà nói, đây là một hình thức các công ty chứng khoán họ đóng vai trò là nhà đầu tư tổ chức. Họ mua trái phiếu từ những người phát hành và họ tái cấu trúc phân bổ lại cái trái phiếu đó thành các cái sản phẩm như S-bond, D-bond và phát hành cho nhà đầu tư cá nhân, để mục đích là nhà đầu tư cá nhân có thể tiếp cận được với thị trường trái phiếu. Được chưa? Cho nên ấy, các bạn có thể lên các app của công ty chứng khoán như là SSI, HSC, VPS, các bạn mua trái phiếu được, nhưng đó là sản phẩm trái phiếu đã được các công ty chứng khoán mua trái phiếu về và biến nó thành những sản phẩm mà chúng ta có thể đầu tư được. Dạ, vâng ạ. Xin cảm ơn chia sẻ của thầy Long ạ. Và chắc là bây giờ thì bạn Thảo đã sẵn sàng để đặt câu hỏi trực tiếp với cả giảng viên rồi phải không ạ? Rồi, có một câu hỏi của Quyên. Để tôi trả lời nghe câu hỏi của bạn Quyên. Câu này tương đối đơn giản. Thầy cho em hỏi quan hệ giữa market interest rate và bond price có bị đăng của thị trường không ạ? Quan hệ này là tỷ lệ thuận hay sao? Đó, thì market interest rate nó chính là nó chính là yếu tố thị trường. Đó. Hay nói cách khác, thị trường là nó thể hiện trên market interest rate và nó sẽ tác động với trái phiếu theo mối quan hệ là nghịch chiều. Có nghĩa là lãi suất thị trường tăng, market interest rate tăng thì giá trái phiếu giảm. Lãi suất thị trường giảm, giá trái phiếu tăng. Dạ vâng ạ. Bạn Thảo ơi, hiện tại các bộ phận hỗ trợ sự kiện đã mở mic cho bạn rồi, bạn có thể ấn OK để mở mic được không ạ? Không biết bạn Thảo còn ở đấy không ạ? Bạn Thảo có thể mở mic để nói trực tiếp với giảng viên được không ạ? Nếu mà bạn không thể mở mic được thì bạn có thể giúp mình chat vào cửa sổ chat để các bạn nên hỗ trợ sự kiện sẽ có thể hỗ trợ thêm ạ. Rồi, OK. Trong lúc chờ bạn thì Linh tổng hợp các câu hỏi của các bạn khác nha trên công chat. Dạ vâng ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với cả một câu hỏi trong lúc đợi bạn Thảo, thì chúng ta sẽ đến câu hỏi của anh Vinh. Anh có hỏi là hồi nãy có đoạn em nghe thấy thầy ghi lãi suất của trái phiếu biến động tăng giảm so với thị trường. Nhưng theo em, thấy lãi suất của trái phiếu là một con số cố định mà đúng không thầy? Chỉ có lãi suất thị trường mới biến động thôi ạ. Dạ, xin mời thầy ạ. Rồi, ở đây, OK, cảm ơn câu hỏi của bạn. Tôi nghĩ rằng là cũng có nhiều bạn khi tìm hiểu trái phiếu sẽ tương đối là confused về cái khái niệm này. Cái mà cố định đối với trái phiếu đó là coupon rate, đó là tiền lãi coupon. Đó là lý do vì sao tôi không gọi nó là lãi suất, mặc dù người ta quen gọi nó là lãi suất nhưng nó không phải. Coupon rate đơn thuần nó là một cái số tiền mà người issuer cam kết sẽ trả cho người bondholder. Đó, cam kết sẽ trả cho bondholder khi họ phát hành ra cái trái phiếu này mà thôi. Điều đó không có nghĩa là cái lãi đó phản ánh đúng mức độ rủi ro của người issuer. Cái mà phản ánh đúng mức độ rủi ro của issuer đó chính là cái lợi tức trái phiếu được tính toán ra từ mức lãi suất thị trường. Nếu như một người phát hành họ có rủi ro rất là cao thì cái lợi tức trái phiếu của họ nó sẽ rất cao, bởi vì nó còn bù đắp cho nhà đầu tư khi đầu tư vào trái phiếu. Nếu như coupon rate của họ nó tương ứng với cả cái mức độ rủi ro đó, tương ứng với cả cái lợi tức trái phiếu, thì khi đó giá trái phiếu sẽ bằng với par value. Đó. Thế còn nếu như coupon rate nó có một cái độ lệch rất sâu so với cả market interest rate, tức là cái mức độ lợi tức của trái phiếu nó cao hơn nhiều so với coupon rate, thì giá trái phiếu sẽ phải discount rất sâu so với mệnh giá. Được chưa? Đó, được chưa? Cho nên ấy, tôi quen gọi đó là coupon rate và bond yield mà thôi. Tôi không ít khi hiếm khi dùng những từ như là lãi suất hay lợi tức, trừ những trường hợp đặc biệt khi những cái báo cáo, cái văn bản của mình cần phải được dịch ra tiếng Việt hoặc cần mô tả bằng tiếng Việt thì nó đơn giản hơn. Đó, nhưng mà tôi phân biệt đơn giản là chỉ là gì? Coupon rate, số tiền lãi cố định mà người issuer cam kết thanh toán, bond yield đó là lợi tức trái phiếu thể hiện mức độ rủi ro của đối tượng phát hành. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn phần chia sẻ của thầy và hy vọng rằng với câu trả lời vừa rồi đã cung cấp cho anh Vinh thật là nhiều thông tin hữu ích. Tiếp theo thì chúng tôi nhận được câu hỏi từ phía của bạn Phương trong cửa sổ chat. Bạn Phương có đặt hai câu hỏi đối với thầy. Câu hỏi thứ nhất đó là trường hợp em muốn bắt đầu đầu tư vào trái phiếu thì nên bắt đầu như thế nào để rủi ro là thấp nhất ạ? Câu hỏi thứ hai đó là khi mua trái phiếu từ công ty chứng khoán mà vẫn phải thành lập một hợp đồng mua bán, vậy mình nên lưu ý gì về điều khoản ạ?
Dạ, xin mời thầy ạ. Rồi. Ok, cảm ơn Phương với câu hỏi của bạn. Thì tôi xin phép được trả lời câu hỏi đầu tiên ha. Câu hỏi thứ hai của bạn về những lưu ý về điều khoản thì tôi nghe cho rằng là câu này nó tương đối là rộng, và để giải thích thì chúng ta cũng cần phải nắm bắt về thế nào là điều khoản hợp đồng trái phiếu với bond indenture. Cho nên xin phép trả lời câu hỏi thứ hai của bạn vào dịp khác ha. Còn câu hỏi đầu tiên của bạn, tôi cũng nghĩ rằng đây là câu hỏi của nhiều bạn muốn hỏi, đó là trường hợp em muốn đầu tư vào trái phiếu nên bắt đầu như thế nào để rủi ro là thấp nhất. Rất là mừng vì bạn đã nghĩ rằng đã quan tâm tới vấn đề rủi ro khi đầu tư. Khi mà đầu tư ấy, chúng ta thường chỉ nhìn vào yếu tố duy nhất, đó là lợi nhuận, đó là return. Trong khi đối tượng bên cạnh nó, đó là risk, thì ít khi chúng ta nhìn tới. Ở đây câu hỏi của bạn là hỏi là nếu đầu tư vào trái phiếu thì nên bắt đầu như thế nào để giảm thiểu rủi ro. Thì thứ nhất, chúng ta cần hiểu về rủi ro đối với trái phiếu. Đó là rủi ro trái phiếu, nó có hai loại rủi ro lớn nhất. Đó là rủi ro thị trường, nó thể hiện ở nhân tố lãi suất. Khi lãi suất thị trường biến động theo chiều hướng không mong muốn sẽ làm cho bond portfolio value của chúng ta bị ảnh hưởng. Và cái rủi ro quan trọng thứ hai, đó là rủi ro vỡ nợ. Rủi ro vỡ nợ có nghĩa là người issuer họ phát hành trái phiếu là họ đang đi vay tiền chúng ta. Vay tiền những nhà đầu tư, vay tiền những người bondholder là chúng ta. Cho nên nếu họ kinh doanh mà không tốt, họ phát hành trái phiếu của chúng ta ấy, không phải là với những mục đích cao đẹp như xây dựng những dự án A, dự án B, mà họ phát hành trái phiếu để đi mua đất, để đầu tư vào một cái gì đó mà có rủi ro rất cao, mà không có thể đem lại dòng tiền được. Thì khi đó nếu như cái khó khăn về mặt tài chính họ xảy ra đến mức họ không thể nào kiểm soát được, thì người chịu rủi ro tín dụng là chúng ta. Cho nên một câu trả lời ngắn gọn cho bạn thôi, để rủi ro của chúng ta được giảm thiểu, chúng ta phải tìm hiểu kỹ đối tượng mà chúng ta muốn đầu tư vào là doanh nghiệp như thế nào, họ kinh doanh là loại hình gì, và lịch sử hoạt động trên thị trường họ là bao lâu, đối tượng cái dự án mà họ đang đầu tư vào, khi mà họ phát hành trái phiếu để họ thu huy động vốn là họ đang đầu tư vào dự án gì, dự án đấy có tính khả thi nó có cao không, cao hơn hay không. Nhưng giả sử chúng ta không tiếp cận được những thông tin đấy thì chí ít cũng phải nhìn trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp ấy, họ kinh doanh thế nào trong 3 năm gần nhất, doanh thu họ đến từ nguồn nào, lợi nhuận của họ âm hay dương, lợi nhuận của họ dương nhưng thực tế là có tiền thật hay không, bằng cách nhìn vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ đó, vân vân và vân vân đó. Ngoài ra thì các bạn có thể nhìn nhận vào những thông tin, đó là những trái phiếu trên thị trường có thể được xếp hạng bởi các tổ chức xếp hạng tín nhiệm. Các tổ chức xếp hạng tín nhiệm trên thị trường thì các bạn thấy là trên thị trường toàn cầu có S&P, Fitch và Moody's, nhưng họ thì lại chưa có xếp hạng tín nhiệm cho các doanh nghiệp phát hành trên thị trường Việt Nam chúng ta, trừ ngân hàng thương mại. Nhưng mà các doanh nghiệp khác trên thị trường thì được các tổ chức, được Bộ Tài chính cấp phép xếp hạng tín nhiệm trên thị trường. Đó, thế thì trên thị trường hiện nay theo như tôi biết thì có 3 tổ chức được Bộ Tài chính cấp phép xếp hạng tín nhiệm. Đó là FinRating này, Saigon Rating và VIS. Họ là người đưa ra hạng tín nhiệm độc lập đối với các doanh nghiệp phát hành trên thị trường. Chúng ta có thể dựa vào kết quả phát hành của họ như là một cái nguồn độc lập để đánh giá mức độ rủi ro tín dụng của đối tượng phát hành. Dạ vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của Thầy Long. Và tiếp theo thì chúng tôi vẫn nhận được rất là nhiều những câu hỏi của các anh chị ở trong cửa sổ chat. Tiếp theo là một câu hỏi đến từ anh Quân. Câu hỏi có nội dung là hoạt động các quỹ đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp khi đến kỳ báo cáo tài chính thì hoạt động của các quỹ đó có thuộc vào mục báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuộc mục kinh doanh đầu tư hay tài chính vậy ạ? Rồi, thầy ạ. Ok, câu hỏi này thì rất đơn giản thôi. Hoạt động đầu tư vào trái phiếu của các doanh nghiệp hay là các quỹ thì dòng tiền của họ sẽ được xếp vào dòng tiền là cash flow from investment, dòng tiền từ hoạt động đầu tư trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Dạ vâng ạ, anh Thạch cũng có một câu hỏi nữa, đó là trong tiếng Việt thì có từ là lợi suất trái phiếu, từ này là coupon rate hay là yield bond thưa thầy ạ? Lợi suất trái phiếu là bond yield nha bạn Thạch, không phải coupon. Bond yield, lợi suất trái phiếu đang nói về bond yield. Dạ vâng ạ, tiếp theo thì anh Vinh cũng đặt một câu hỏi nữa, đó là nếu doanh nghiệp vỡ nợ thì họ vẫn phải có nghĩa vụ trả nợ gốc về mặt pháp lý đúng không ạ? Khác so với cổ phiếu là ưu tiên trả sau trái phiếu ạ. Rồi, ok, cảm ơn Vinh. Câu hỏi này của bạn tôi xin phép được trả lời như sau. Nếu doanh nghiệp vỡ nợ, tức là họ phải bị phá sản, thì cái thứ nhất là họ phải bị buộc phải làm hồ sơ cho thủ tục phá sản của mình và được thụ lý bởi tòa án. Thì
cái tài sản của họ sẽ tương nhiên ấy là nghĩa vụ, những nghĩa vụ của họ bắt buộc sẽ phải được thực hiện, chứ không có nghĩa là phá sản thì những nghĩa vụ ấy được xóa hoàn toàn, nhưng những nghĩa vụ đấy thì sẽ được chia theo tầng. Một doanh nghiệp phá sản rồi thì các bạn sẽ thấy cái quy trình nó sẽ như sau, quy trình sơ lược đó là họ phải thanh toán những cái nghĩa vụ nợ trước mắt là cho nhà nước, họ nợ thuế bao nhiêu phải thanh toán hết. Thứ hai, thanh toán cho người lao động, họ còn thiếu nợ lương người lao động wage salary bao nhiêu rồi họ sẽ thanh toán. Thứ ba mới đến nhóm những nhà đầu tư, những nhóm chủ nợ. Nhóm chủ nợ này là những nhóm mà bao gồm là ngân hàng, rồi những người trái chủ, tức là những người, những nhà đầu tư vào trái phiếu. Thì trong cái nhóm này người ta mới chia thành những cái thứ tự ưu tiên khác nhau. Nhưng mà thị trường Việt Nam chúng ta thường ưu tiên ngân hàng hơn, thì ưu tiên ngân hàng trước rồi mới đến nhóm những nhà đầu tư trái phiếu. Đó là hầu hết các trường hợp. Đó. Rồi trong nhóm những người nắm giữ trái phiếu lại còn chia ra những người nào được ưu tiên thanh toán trước những người còn lại. Đó. Rồi nếu tài sản của doanh nghiệp mà được thanh toán đủ cho những người chủ nợ rồi, bao gồm ngân hàng và người nắm giữ trái phiếu, thì mới đến lượt những người cổ đông. Đó. Còn lại mới đến những người shareholder là những người cổ đông. Được chưa? Đó. Cho nên ấy thì của bạn thì nghĩa vụ thì doanh nghiệp thì vẫn còn, nhưng mà khả năng của doanh nghiệp ấy thì chưa chắc là doanh nghiệp có thể thanh toán được. Và theo như cái convention trên thị trường Việt Nam của chúng ta ấy, thì một doanh nghiệp vỡ nợ thì người đầu tư, nhà đầu tư vào trái phiếu có thể thu hồi được tối đa từ 10 đến 50% tài sản của mình khi đầu tư vào trái phiếu đó. Các bạn, chị Quyên cũng có nhiều thầy là liệt kê lại ba nhóm được không ạ, liên quan đến câu hỏi vừa rồi ạ? Ba nhóm người phát hành đúng không ạ? Rồi, ba nhóm người phát hành, thứ nhất đó là trái phiếu do chính phủ phát hành, gọi là trái phiếu chính phủ, government bond. Thứ hai là trái phiếu doanh nghiệp do doanh nghiệp phát hành, gọi là trái phiếu doanh nghiệp, corporate bond. Và thứ ba là trái phiếu chính quyền địa phương do chính quyền địa phương, theo như chính quyền thành phố, nếu như quốc gia đấy được về mặt hành chính được sắp xếp đã được áp dụng là có thành phố, được chưa? Thế còn những quốc gia mà được theo cái hình thức hành chính đó là liên bang, tiểu bang, thì trái phiếu do chính quyền bang phát hành. Là ba nhóm nhà đầu tư. Ba nhóm ECA. Sorry. Dạ vâng ạ. Tiếp theo thì chúng tôi cũng nhận về được một câu hỏi đến từ chị Sinh. Chị có đặt câu hỏi là: em thấy thị trường trái phiếu hiện nay ở nước ta đang dần trở nên là kênh đầu tư rủi ro sau những loạt vụ án thời gian gần đây, nhưng em thấy chính phủ vẫn chưa có động thái gì để hỗ trợ thị trường trái phiếu. Thầy có thể giúp em nhận định trong tương lai thị trường trái phiếu nước ta sẽ trở nên như thế nào không ạ? Em cảm ơn thầy. Xin mời thầy ạ. Rồi, ok, cảm ơn của bạn Sinh. Thì tôi xin phép được trả lời ý đầu tiên. Ý thứ hai của bạn nói về nhận định về thị trường thì tôi xin phép không đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này, bởi vì thứ nhất là cái này nó sẽ reflect cái quan điểm cá nhân của tôi, và cái thứ hai nó sẽ cần một quãng thời gian tương đối dài để giải thích cho chúng ta. Đó, thì tôi xin phép trả lời câu hỏi thứ nhất thôi, đó là đồng ý với bạn là thời gian vừa qua, trong khoảng 2 năm gần đây, thị trường chúng ta có rất nhiều những cái vụ lùm xùm về trái phiếu, từ trái phiếu Tân Hoàng Minh này, rồi đến gần đây là trái phiếu của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Thì những trái phiếu này thì đều xuất phát từ việc là người issuer họ che giấu thông tin, họ không thực hiện đúng những nghĩa vụ như đã cam kết, và những cái vụ lùm, những cái gian lận, những cái dấu che giấu thông tin của họ được phanh phui ra. Đó. Thế thì cái này sẽ gây thiệt hại trực tiếp cho nhà đầu tư. Ví dụ như là nếu như ai đó đã đầu tư vào trái phiếu của Tân Hoàng Minh mà bây giờ ở Bộ Công an yêu cầu là phải hoàn trả hết cho những người trái chủ, thì bây giờ phải bán tài sản của mình đi. Đó. Thì mới có tiền để trả cho những người nắm giữ trái phiếu. Được chưa? Thế còn những cái vụ án như là gần đây là trái phiếu của tập đoàn An Đông chẳng hạn, đó là một trong một công ty con tương đối là lớn trong hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát, thì những nhà đầu tư trong trường hợp này tôi cho rằng là họ chưa tiếp cận đủ thông tin, hoặc đồng thời là họ họ đứng trước những lời gọi là tư vấn và mời gọi quá hấp dẫn của đối tượng là broker, tôi sẽ không có nêu tên ra đây, thì họ sẽ đã đầu tư vào một loại hình rủi ro mà họ không biết là nó rủi ro. Cho nên khi đối tượng người phát hành là công ty An Đông, ở đây là một công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, mà bị
vỡ nợ thì dẫn tới việc là chậm thanh toán và thậm chí là nhà đầu tư có thể mất. Thì từ những sự kiện như vậy thì chính phủ mới vào cuộc, chính phủ có rất nhiều động thái chứ không phải không? Đó, có rất nhiều động thái. Đó, thì việc họ họ tập trung đầu sorry tập trung cái nguồn lực vào đầu tư vào điều tra để nhằm mục đích là bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư. Đấy là một động thái. Và thứ hai đó là sửa đổi hành lang pháp lý, sửa đổi nghị định 65/2022 để mục đích là minh bạch hóa hơn thị trường, yêu cầu nhà đầu tư yêu cầu người phát hành phải công bố nhiều thông tin hơn, phải có tiêu chuẩn cao hơn. Đó, và yêu cầu, và bên cạnh đó là yêu cầu là về phía nhà đầu tư thì phải là những nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, phải có đạt một cái tiêu chuẩn gì đó mới được đầu tư vào trái phiếu, và đồng thời có những cơ chế như là cho phép người nhà đầu tư được quyền tiếp cận thông tin, được quyền tiếp cận thông tin và được quyền được quyền bán lại trái phiếu cho người cho trong một số trường hợp nào đó. Thì đấy là những cái động thái của chính phủ để giúp bảo vệ nhà đầu tư và làm minh bạch hóa thị trường. Dạ. Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của thầy Long ạ. Tiếp theo thì trong cửa sổ chat chúng tôi lại nhận được một câu hỏi nữa của chị My. Chị có hỏi rằng là: chào thầy, hiện tại đối với các doanh nghiệp muốn bán trái phiếu thông qua kênh ngân hàng, nếu doanh nghiệp phá sản thì khách hàng có thể yêu cầu ngân hàng thanh toán được hay không? Vì thực chất ngân hàng không thực hiện bảo lãnh ạ. Cảm ơn thầy ạ. Rồi. Rồi, cho tôi hỏi My là bạn định đang nói tới ngân hàng nào? Rồi, just kidding. Tôi trả lời câu hỏi cho bạn ha. Hiện tại doanh nghiệp muốn bán trái phiếu thông qua ngân hàng thì có nghĩa là ngân hàng ở đây đóng vai trò là môi giới. Họ không phải là người phát hành trái phiếu, họ chỉ bán dùm thôi. Đó, họ chỉ bán dùm và họ được hưởng commission trên mỗi giao dịch. Đó. Giống như việc các ngân hàng mà bán các hợp đồng bảo hiểm cho công ty bảo hiểm như vậy. Đó là một cái business line ở ngân hàng. Đó. Thế thì người mà chịu rủi ro tín dụng ở đây là người mua cái trái phiếu đó. Còn người mà có nghĩa vụ đối với người mua những cái trái phiếu đó là issuer, là người phát hành. Ngân hàng chỉ đóng vai trò trung gian. Cho nên nếu như bản chất là doanh nghiệp mà phá sản thì khách hàng không có quyền yêu cầu ngân hàng thanh toán. Và ngân hàng không làm chuyện này. Nhưng khách hàng có cơ sở để đòi hỏi quyền lợi tới ngân hàng, bởi vì họ là người được tư vấn. Họ là người được ngân hàng tư vấn. Thì câu chuyện là trở thành là ngân hàng có tư vấn đúng và đầy đủ hay không? Đó. Để nhà đầu tư có nắm rõ được, nhà đầu tư tiềm năng có nắm rõ được về cái rủi ro về tài sản mà họ đang chuẩn bị đầu tư hay không. Đó. Thì nếu ngân hàng được chứng minh rằng là tư vấn về đầy đủ về mức độ rủi ro của tài sản mà trái phiếu, ở đây là trái phiếu mà nhà đầu tư sẽ đầu tư vào, và ngoài ra về cái mức độ rủi ro của đối tượng phát hành, ngoài ra về đặc điểm của cái trái phiếu, về mức độ, về cái lịch thanh toán, rồi về các điều kiện điều khoản khác, thì ngân hàng sẽ gần như là không chịu trách nhiệm gì trong trường hợp này hết. Yeah. Thế còn nếu như ngân hàng được phát hiện ra, ở đây tôi nói đối tượng là ngân hàng, được phát hiện ra là họ cố gắng bán sai, tức là chỉ vì mục đích mà bán được lô trái phiếu đó cho đối tượng là issuer, đó, mà họ tư vấn sai, họ nói rằng là loại hình đầu tư này không có rủi ro đâu, mà chỉ cao hơn, mà lại là còn cao hơn lãi suất tiết kiệm, trong khi bỏ qua các thông tin về đối tượng người phát hành, rồi mức độ rủi ro cần thiết mà nhà đầu tư cần phải biết, thì ngân hàng sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp này. Thế còn chịu trách nhiệm như thế nào thì tôi xin phép không được comment, bởi vì đó là việc của các ngân hàng, là việc với các trái chủ và các cơ quan chức năng khi sự kiện này được sự việc được đưa ra tòa án. Dạ, vâng ạ, cảm ơn thầy. Tiếp theo thì có một câu hỏi nữa của anh Nhật Anh, đó chính là: cho em hỏi, ngoài công chức nhà nước thì còn ai muốn mua trái phiếu chính phủ Việt Nam hay không ạ? Rồi, câu hỏi của bạn câu hỏi của bạn Hà anh ạ. Của bạn Nhật Anh, của bạn Hà, của Nhật Anh, ok. Ngoài công chức nhà nước ra thì còn ai mua trái phiếu chính phủ? Thực ra thì công chức nhà nước không phải đối tượng phát hành của trái phiếu chính phủ. Trái phiếu chính phủ phát hành cho doanh nghiệp, trong đó có ngân hàng và các tổ chức tài chính. Thế còn cái tôi hiểu rằng trái phiếu chính phủ bạn nói tới ở đây
là một loại hình trái phiếu chính phủ mà từ rất là lâu rồi, thỉnh thoảng là tôi tìm trong 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 những tủ để đồ cũ của nhà tôi vẫn còn thấy. Nó gọi là công trái xây dựng tổ quốc. Công trái, công đó là công, đó, tức là public, trái là trái phiếu, đó là loại trái phiếu chính phủ mà doanh nghiệp huy động vốn từ từ các đối tượng là cá nhân trên thị trường, mục đích là để họ xây dựng các công trình công cộng cho quốc gia mình. Đó, công trái xây dựng tổ quốc là loại hình trái phiếu chính phủ có kỳ hạn dài và kỳ hạn của nó là kéo dài đến đến 30 năm. Thực ra ấy, thì đóng vai trò là nhà đầu tư cá nhân, chúng ta chỉ có thể tiếp cận vào loại hình trái phiếu, đó là trái phiếu doanh nghiệp, thông qua, nếu như là kênh trực tiếp thì chúng ta phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, hoặc chúng ta có thể đầu tư vào các cái sản phẩm trái phiếu, có thể lựa chọn đầu tư vào các sản phẩm trái phiếu của các công ty chứng khoán mà offer trên thị trường, hoặc là các đầu tư vào chứng chỉ quỹ của các quỹ đầu tư chuyên đầu tư trái phiếu. Dạ vâng ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của anh Hải. Đó là cho em hỏi, trái phiếu hiện nay phát hành theo hình thức chứng chỉ hay bút toán ghi sổ hay dữ liệu điện tử là chủ yếu? Trong trường hợp nào thì chọn phát hành dưới hình thức chứng chỉ hay dữ liệu điện tử và bút toán ạ? Rồi, câu hỏi này trả lời nhanh cho bạn. Tất cả trái phiếu trên thị trường hiện nay đều phát hành dưới dạng là dữ liệu điện tử. Dạ. Dạ vâng ạ. Tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ vẫn còn rất là nhiều những câu hỏi của anh chị. Tiếp theo là một câu hỏi của chị Hân. Đó là thưa thầy, trái phiếu mà issuer có thể phát hành bị giới hạn về số lượng không ạ? Một công ty mà trái phiếu gấp 3 lần vốn chủ sở hữu ạ, nhà nước có quy định nào về số lượng hay không? Dạ, xin mời thầy ạ. Thực ra thì không có quy định cụ thể về số lượng phát hành. Đấy là cái công tác quản trị vốn của từng doanh nghiệp thôi. Nếu một doanh nghiệp trên thị trường mà họ phát hành trái phiếu với cái lượng quá lớn thì họ sẽ gây ra khả năng là gây ra cái tình trạng là mất khả năng thanh toán, là mất khả năng thanh toán. Và khi một doanh nghiệp mất khả năng thanh toán như vậy thì mới gây tác động tiêu cực trên thị trường. Đó. Nhưng mà gần đây trên thị trường Việt Nam của chúng ta ấy thì trong năm 2021 theo dữ liệu mà tôi thu thập được từ báo cáo của Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam thì lượng trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản được phát hành nhiều nhất trong năm 2021 với tỷ lệ là 37% tổng lượng phát hành trong năm 2021. Thế còn năm 2022 thì chủ yếu là ngân hàng phát hành hơn 50% cơ. Đó. Thế còn năm 2021, 37% doanh nghiệp phát hành trên thị trường là doanh nghiệp bất động sản. Mà các bạn hình dung nhé, ở vị thế của một người là đi huy động vốn, tức là đi vay tiền, thì bạn phải làm sao cho là cái tiền bạn vay được, bạn đầu tư vào một cái dự án, một cái thương vụ nào đó mà nó phải đem lại cái dòng tiền để đủ và phù hợp với thời gian để các bạn trả lại cho cái người mà các bạn đã vay, đúng không ạ? Đó. Trong khi trái phiếu thì các bạn thấy rằng là doanh nghiệp thì thường cam kết là trả lãi coupon hàng năm. Nên là họ phải làm thế nào đó xoay sở được dòng tiền hàng năm mà họ có thể có được tiền trả cho người bondholder, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn hình dung, các bạn có thể theo dõi cái chỉ số này trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp bất động sản, đó là chỉ số là gì, vòng quay hàng tồn kho, tức là cái vòng quay hàng tồn kho của họ mà càng lớn thì nôm na có nghĩa là cái tiền họ bị đọng trong đó càng lớn và họ chưa có thu hồi được tiền về. Hay nói cách khác là từ lúc đầu họ mua cái bất động sản đó, họ xây dựng nhà rồi họ bán cho các đối tượng là người muốn đi mua nhà chẳng hạn ấy, thì trung bình là phải đến khoảng hơn 1.400 ngày mới thu hồi được dòng tiền. Trong khi ấy, cái thời gian mà phải trả lãi coupon hàng năm là 365 ngày thì nó sớm hơn rất nhiều. Đó. Sớm hơn rất nhiều thì đấy là một cái ví dụ về việc quản trị vốn của một doanh nghiệp, và do là doanh nghiệp phát hành trong đợt gần đây nhất và chủ yếu là những cái issue từ loại hình doanh nghiệp này ra, đó là doanh nghiệp bất động sản, nên tôi lấy ví dụ này để trả lời cho câu hỏi của Hân. Dạ, vâng ạ. Hy vọng là câu trả lời vừa rồi thì đã giúp ích cho chị Ân có thật là nhiều thông tin hữu ích. Và có lẽ là bởi vì thời lượng chương trình không cho phép thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi cuối cùng trước khi mà bước vào vòng quay may mắn để trao giải thưởng cho các anh chị mà đã rất là nhiệt tình tham gia chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi của chị Hà Nguyễn có nội dung như sau. Em chào thầy, em muốn hỏi một chút việc về tái cấu trúc vốn thì doanh nghiệp tối đa là bao nhiêu phần trăm sang debt nếu ban đầu họ sử dụng 100% là equity ạ? Với lại nếu doanh nghiệp phát hành bond sau đó họ mua lại trái phiếu trước hạn lại 50% đã phát hành thì liệu có phải là tín hiệu tốt hay không ạ?
Rồi, ok, cảm ơn câu hỏi của Hà. Thì tôi xin phép được trả lời từng ý câu hỏi của em như sau. Nếu doanh nghiệp ban đầu họ huy động vốn và để tài trợ các tài sản của mình 100% là equity, đó, thì sau đó với sự phát triển của doanh nghiệp thì họ sẽ có thể thay đổi cấu trúc vốn bằng cách là tăng cái tỷ trọng về phần vốn vay, tức là debt sang, thì sẽ không có cái quy định về tối đa là bao nhiêu phần trăm cả. Người ta sẽ các doanh nghiệp này thì họ sẽ phải tự quản lý cái tỷ lệ đòn bẩy tài chính, tức là tổng tài sản mà chia cho tỷ lệ nợ, đó là tỷ lệ đòn bẩy tài chính, tức là leverage ratio. Đó. Thì nếu nó việc sử dụng đòn bẩy tài chính có nghĩa là việc gia tăng cái tỷ trọng vốn nợ trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp có thể giúp cho doanh nghiệp tạo được cái lợi nhuận rất là cao nếu như họ kinh doanh tốt, tức là việc sử dụng vốn họ rất tốt. Nhưng đồng thời nếu cái đòn bẩy tài chính họ nó quá nặng trong khi cái tình hình kinh doanh của họ lại không tốt thì họ sẽ gặp một cái tình huống là gãy cái đòn bẩy đó, có nghĩa là họ sẽ không đủ khả năng để thanh toán cái những cái nghĩa vụ nợ mà do đó họ phát hành ra, bao gồm cả đi vay và phát hành trái phiếu. Dạ, thì đây tựu chung lại đó là cái công tác quản trị nguồn vốn của doanh nghiệp. Đó. Rồi thế còn cái việc mà doanh nghiệp mua lại trái phiếu trên thị trường trên 50% thì nếu chỉ có một thông tin đó thôi thì chưa kết luận được là có phải là một tín hiệu tốt hay là một tín hiệu xấu. Doanh nghiệp họ mua lại trái phiếu của mình có rất nhiều nguyên nhân. Một là họ có thể phát hành lại với lãi suất thấp hơn. Đó, có thể là họ chưa muốn trả nợ sớm đâu, nhưng họ sẽ xoay sở tiền để họ mua lại cái trái phiếu của mình, do là trước đây họ phát hành với lãi suất nó cao quá, trong khi lãi suất đấy lại cố định, thì họ có thể có một lựa chọn là mua lại trái phiếu của mình, hay nói cách khác là một hình thức trả nợ sớm để phát hành lại trái phiếu khi môi trường lãi suất của thị trường đang có môi trường lãi suất thấp, thì lãi suất của doanh nghiệp này phát hành ra nó sẽ thấp hơn lần trước. Đó. Hoặc họ họ thực sự muốn thay đổi lại cấu trúc, trường thứ hai thay đổi lại cấu trúc vốn của mình bằng cách là tài trợ nhiều hơn vốn của mình bằng equities, thì họ sẽ dùng cái equities mua lại những cái outstanding debt có trên thị trường để giảm thiểu bớt phần debt đó đi. Được chưa? Đó thì đấy là một trong những hai trong số những nguyên nhân mà doanh nghiệp họ mua lại trái phiếu của mình. Thì câu hỏi này của em là chúng ta chưa đủ cơ sở để nhận định về hành vi này của thị trường, của trái của doanh nghiệp trên thị trường ha. Vâng ạ, vậy là cũng là câu hỏi cuối cùng trong chương trình hỏi đáp ngày hôm nay, mặc dù là vẫn còn rất là nhiều những thắc mắc và những cái phần băn khoăn của các anh chị khi tham gia hội thảo. Thì nếu các anh chị còn câu hỏi nào thì có thể để lại thông tin vào khung cửa sổ chat, hoặc là có thể liên hệ trực tiếp với các bạn ở bên bộ phận hỗ trợ sự kiện. Các bạn ấy sẽ gửi câu hỏi đến cho thầy Long và sẽ hỗ trợ giải đáp cho các anh chị. Và như bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một phần vô cùng là hấp dẫn, đó chính là phần vòng quay may mắn. Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các anh chị mà đã đặt câu hỏi trong chương trình ngày hôm nay bằng những món quà đến từ Smart Train. Trong đó thì các anh chị khi tham gia đặt câu hỏi sẽ có cơ hội được nhận những phần quà, như là sẽ nhận được một ba lô cao cấp đến từ Smart Train, một sổ lò xo có logo của Smart Train và một voucher trị giá là 500.000 đồng, áp dụng cho tất cả các khóa học tại Smart Train khi mà các anh chị có quan tâm. Tiếp theo ạ, vậy chắc là chúng ta sẽ cùng đến với, sau khi mà chúng ta cũng đã có những phần giao lưu hỏi đáp, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần vòng quay may mắn. Dạ, xin mời các bạn ở bên bộ phận hỗ trợ sự kiện, các bạn có thể share cái phần vòng quay may mắn này lên được không ạ? Vâng ạ, trên màn hình của chúng tôi các bạn có thể thấy rằng đang có rất là nhiều các anh chị đã tham gia được câu hỏi, và phần quà đầu tiên của chúng ta sẽ là một ba lô cao cấp đến từ Smart Train. Dạ vâng ạ, xin mời vòng quay bắt đầu ạ. Không biết rằng ai sẽ làm chủ nhân may mắn mà sẽ nhận được một phần quà hấp dẫn đến từ Smart Train đây ạ. Dạ vâng ạ, xin được chúc mừng chị Quyên với mã số là A2.160. Chị Quyên ơi, chị Quyên sau chương trình thì hãy liên hệ với các bạn bên hỗ trợ sự kiện để có thể nhận tận tay món quà từ Smart Train. Và tiếp theo thì chúng tôi vẫn còn hai món quà nữa. Món quà thứ hai này chính là một sổ lò xo cao cấp của Smart Train. Như bây giờ mời vòng quay bắt đầu ạ.
quay chúng ta đã dừng lại và sự may mắn đã thuộc về chị Hà có mã số là B1.123. Sau chương trình thì xin mời chị Hà hãy liên hệ với cả bên hỗ trợ sự kiện để có thể phần này. Tiếp theo phần quà thứ ba trong chương trình dành cho các anh chị bắt đầu ạ, thì chúng ta tìm đến chủ nhân tiếp theo của món quà, đó là một voucher trị giá 500.000 đồng. Xin mời vòng quay ạ. Dạ vâng. Vâng ạ, xin chúc mừng chị Sinh với mã số là A2.187 đã nhận được phần quà là một voucher trị giá 500.000 đồng đến từ Smart Trend của chương trình. Chị Sinh hãy liên hệ với ban tổ chức, với các bạn bên bộ phận hỗ trợ sự kiện của chúng tôi để nhận lại phần quà này. Vâng, và có lẽ là thời gian cũng không cho phép nữa. Chương trình của chúng tôi cũng sẽ được phép là kết thúc tại đây. Một lần nữa, thay mặt cho Smart Change, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy Long Nguyễn đã dành thời gian để cung cấp những nội dung bài giảng vô cùng là hấp dẫn cũng như là hữu ích với các anh chị tham gia. Cảm ơn tất cả các anh chị đã tham gia cùng với chương trình của chúng tôi tới cuối những giờ phút này. Xin được cảm ơn các bạn trong bộ phận hỗ trợ sự kiện đã cùng chúng tôi để làm nên một chương trình thành công như ngày hôm nay. Nếu cũng như các anh chị có những băn khoăn, những thắc mắc hay có bất kỳ sự quan tâm nào, các anh chị có thể liên hệ với cả các bạn trong sự hỗ trợ sự kiện để có thể giải đáp thắc mắc cho các anh chị. Và một lần nữa xin được cảm ơn. Xin chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt. Gặp lại ạ.